Mục thần ký tập 117, hủ sứ của dược sư, tập 118, thuyền giấy, tập 119, vui ưu hương, tập 120, vùng cấm chúc các bạn xem video vui vẻ, kim cang vô năng thắng, xung quanh hòa thượng bán si phật quang sáng chói, cơ thể hắn gồng lên cao chừng 3 trượng 6, cửu hoàn thiền trượng trong tay cũng to lên theo, giống như một vị đại Phật, sau lưng còn có một phần mặt trời khổng lồ, đây chính là kim cang vô năng thắng của Phật môn, một loại công pháp sở trường thần thông thân xác, công pháp Phật môn chia làm nhiều loại, có loại sở trường là tâm cảnh tu luyện pháp thuật thần thông có loại sở trường là lĩnh ngộ trí tuệ tu luyện kiếm pháp đao pháp có loại thì là trường phái chiến kỹ sở trường là thần thông thân xác kim cang vô năng thắng công chính là trường phái chiến kỹ nhưng khác với các trường phái chiến kỹ khác bên trong nó có pha trộn một chút pháp thuật tuy nhiên không giống với tổ hợp chiến pháp của bá sơn tế tử pháp thuật của kim cang vô năng thắng được cất giữ trong thiền trượng hoặc là tràng hạt hàng ngày tu luyện đều mang theo thiền trượng hoặc tràng hạt không ngừng tụng kinh niệm phật truyền ác niệm của bản thân vào trong chàng hạt, truyền thần thông trong kinh Phật vào trong thiền trượng, đợi tới lúc chiến đấu có thể thi triển ác niệm trong chàng hạt rồi hóa thành trạng thái chiến đấu cực kỳ hung tàn ác độc, còn pháp thuật trong thiền trượng cũng có thể dùng để họ tấn công khi đối thủ không để ý, không đề phòng. Hòa thượng bán si sông tới, mặc dù Phật quang trói lóa nhưng vị Phật này lại giống như kim cang dạ xoa trong chùa triền mặt mày dữ tợn, hung ác, thiền trượng đập mạnh về phía tần mục. Tần mục đã nếm trải sức mạnh kim cang vô năng thắng công của hắn công pháp này sau khi thi triển ra, thần xác kim cang dạ xoa sẽ trở lên vô cùng rắn chắc, thậm chí có thể đỡ lại được đòn công của thiếu bảo kiếm. Hơn nữa sức mạnh cũng rất đáng kinh ngạc, có thể đè tàu của tần mục chìm vào trong tầng mây. Tần mục vận bá thể tam đan công, dùng mình một cái, đột nhiên trong không trung phóng xuống một đạo kim quang truyền vào trong người hắn, khiến cơ thể hắn cũng có thay đổi, hóa thành một vị kim thần, vuốt hổ tóc trắng, hai chân đạp trên hai con rồng, có đầu hổ mắt sách nằm trên vằn trắng kim khí trong tay hóa thành một chiếc thanh đồng việt hình dạng giống một chiếc rìu lớn tay trái của tần mục có đeo một con kim xà đang phỉ phỉ nhà kim khí hắn đang thi triển thái bạch tinh quân kim hồ chân công thần hóa thành trạng thái thái bạch tinh quân nắm giữ kim khí trong thiên hạ cảnh giới ngũ diệu chứa đựng rất nhiều bí mật bản thân tần mục có trình độ cực cao trong cảnh giới ngũ diệu kèm thêm sự chỉ điểm của quốc sư duyên khang hắn tu thành hình thái thần hóa của ngũ đại tinh quân cho nên sớm đã vượt xa những cao thủ cảnh giới ngũ diệu khác quả nhiên là pháp thuật yêu ma hòa thượng bán si thấy hắn biến thân thì cười nhạt một tiếng thiền trượng vung lên cửu hoàn kêu vù vù giống như trèo chính chức đại trùy kim hoàn ầm ầm đập xuống một tiếng chấn động kịch liệt thanh đồng việt của tần mục va chạm mạnh với cửu hoàn thiền trượng hai luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát tần mục bị đẩy lùi lại liên tục hai con rồng dưới chân bay ra bám lên người hòa thượng bán si quấn chặt hai chân của hắn Chín kim hoàn trên cửu hoàn thiền trượng bay ra vù vù liên tục đập xuống đầu tần mục đánh tới mức tia lửa vang ra tung tóe khiến tận mục lăn lộn mười mấy vòng dù sao thì hòa thượng bán si cũng là cảnh giới lục hợp đã là bậc thần thông thủ đoạn vô số hai chân hán đập mạnh đánh tan hai con kim long cầm thiền trượng tung người nhảy lên chín kim hoàn vù vù bay về giữa không trung rơi lại trên thềm trượng bùm bùm hòa thượng bán si vung trượng đập xuống thiền trượng liền giáng lên người tần mục hai chân tần mục đứng trên mặt đất thân bất đắc dĩ trở lại phía sau tạo thành một rãnh sâu thanh đồng việt trong tay hắn đã bị đánh vỡ vụn hòa thượng bán si lao lên với tốc độ cực nhanh chỉ nhảy vài bước đã tới trước mặt tần mục thiền trượng đẩy về phía trước lại một tiếng động cực lớn vang lên tần mục không thể đứng vững bay ngược lại phía sau thiền trượng chấn động vù vù chính kim hoàn đập keng keng vào ngực tần mục đánh hắn văng ra xa trăm trượng đè đổ hết một đám cây tu di ấn đi hòa thượng bán si bay lên không niệm chân ngôn một trường đập xuống chỗ của tần mục đất đai dung chuyển cây cối đổ rạp xuất hiện một trường ấn to chừng nửa mẫu nhấn sâu xuống dưới lòng đất phía trên trường ấn này còn có một ảo ảnh núi tu di vô số phủ văn kinh phật xoay chuyển xung quanh ảo ảnh ngọn núi này a di đà phật ma đạo yêu nghiệt cuối cùng đã chịu chết đền tội hoàn thành công đức của tiểu tăng hòa thượng bán xin nhảy xuống đất đứng bên ngoài trường ấn một tay cầm thiền trượng một tay đặt trước ngực cúi đầu thì lễ nói tiểu tăng không phải kẻ thích giết người hôm nay sử dụng thủ đoạn mạnh bạo cũng chỉ vì muốn trừ hại cho thiên hạ là hành động bất đắc dĩ tiểu tăng xin tụng một đoạn vãng sinh kinh cho thí chủ tiện oan hồn thí chủ tới miền cực lạc không làm điều ác nữa hắn ta đang tụng kinh thì đột nhiên dựng tóc gáy vội vàng tung người nhảy lên mặt đất nứt toác hàng loạt kim khí sắc nhọn phóng khỏi lòng đất điên cuồng đâm lên không trung hòa thượng bán si đập thiền trượng xuống cửu hoàn dung truyền đánh tan kim khí sắc nhọn sau đó nhìn thấy ảo ảnh núi tu di sụp đổ vô số kim khí tụ hợp lại hóa thành vô vàn kiếm quang kiếm quang tụ lại thành một luồng dài chừng hơn 10 trượng keng một tiếng đâm thẳng vào ngực hòa thượng bán si hòa thượng bán si đau đớn hắn đã bị kiếm quang đâm thủng ngực lập tức thét lên một tiếng chàng hạt trên cổ truyền ra phật âm trong cơn chấn động chàng hạt phóng ra phủ văn kinh phật kinh văn tạo thành vòng tròn tầng tầng lớp lớp vòng tròn kinh văn không ngừng xoay chuyển giữ chặt lấy luồng kiếm quang kia cuối cùng cũng chặn được một kiếm đúng lúc này đột nhiên phía trước hòa thượng bán si thủy quang loái lên sóng lớn cuồn cuộn trên đầu ngọn sóng lớn tần mục hóa thành hình thái thủy hầu thần tinh quân mình rắn tóc đỏ tay cầm tam xoa kích tam xoa kích đâm về phía hòa thượng bán si sóng lớn cuộn cuộn hóa thành một trường ấn khổng lồ đập vào hắn hòa thượng bán si thét lên một tiếng phật quang trói lóa giơ tay chống đỡ đột nhiên hắn cảm thấy sức mạnh vô biên ập tới hắn ta bị con sóng lớn này đánh bay tam xoa kích thì đâm thẳng vào ngực hắn hóa thành ba con rồng đẩy người hắn lao mạnh về phía trước chỉ nghe thấy rầm một tiếng ba con rồng và sóng lớn đè chặt vị hòa thượng này trên mặt đất khiến mặt đất lún xuống một hố sâu sóng nước tan đi hòa thượng bán si vội vàng đứng dậy trước mặt hắn là một con quái vật đầu trâu mình người đạp trên hai con hỏa long đang lao tới trên ấn đường của quái vật mắt trâu mở to một đạo hỏa quang chém tới nhanh như chớp hòa thượng bán si liền giơ tay lên đỡ trước cổ mình lòng bàn tay hắn chuyển đến một cơn đau đớn hai ngón tay hắn đã bị chém nước trong lòng hắn hoảng loạn một tay nắm chặt cửu hoàn thiền trượng thiền trượng giống chùy đầu trượng to lên càng lúc càng to giống như một ngọn núi đập xuống phía trước một tay còn lại bắt ấn ấn pháp đánh về phía trước tần mục hóa thành hình thái hỏa hầu huỳnh hoặc tinh quân giận dữ thét vang mạnh mẽ vô cùng sau lưng xuất hiện hỏa hồ lô hắn ôm hỏa hồ lô này vào lòng hồ lô phóng ra chân hỏa bùng bùng lửa lớn theo đốt cửu hoàn thiền trượng đỏ rực không ngừng có kim loại nóng chảy chảy xuống lúc này hòa thượng bán si thật sự kinh hãi cửu hoàn thiền trượng là linh binh do hắn vất vả luyện thành được phật pháp gia trì vậy mà cũng không chống đỡ được chân hỏa trong hồ lô giữa không trung một luồng ánh sáng màu xanh phóng mạnh tới tần mục hóa thành hình thái mục hầu tuế tinh quân đầu người mình chim chân chim lưng mọc ra hai cánh chân đứng trên hai con rồng xanh đập cánh bay lên tránh được tu di ấn bay tới chỗ hòa thượng bán si tay cầm roi liệu quất về phía trước hòa thượng bán si liền giơ tay đỡ đòn vừa chặn được roi liệu hắn liền cảm thấy không ổn roi liệu đó vô cùng mềm dẻo giống như một con rắn xanh quấn chặt lấy tay hắn tiếp theo đó roi liệu phóng to lên quấn quanh người hắn chỉ trong chớp mắt roi liễu đã biến thành thô to như thùng nước biến thành một cây liễu quấn chặt người hắn cùng lúc đó hai con rồng xanh dưới chân tần mục lại thu nhỏ lại biến thành hai làn khói xanh chui vào mũi hắn lai dã không không khứ dã không không lục cảm lục thức phong hòa thượng bán si lập tức phong ấn cảm quan của mình hai luồng khói xanh len lỏi trong cơ thể của hắn lập tức bị hắn dùng vật quang luyện hóa chàng hạt trên cổ hắn cũng liên tục nổ tung vô số ác niệm trong chàng hạt bung ra trở về trong cơ thể ác niệm của hòa thượng bán si bùng phát hắn thét lên một tiếng cơ thể tiếp tục to lên cây liễu bị nổ vụn hắn giận dữ thét lên Phật Gia Gia nổi giận, ông trời cũng phải nhường bước, yêu nghiệt, mau chịu chết, hắn vừa hét xong, thân hình tần mục lại thay đổi, hóa thành đầu người mình rắn, sau lưng xuất hiện cửa thừa thiên, tay cầm hai con dao mổ lợn xông lên, chỉ nghe keng 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 không ngớt, Phật quang và hỏa quang xung quanh hòa thượng bán si không ngừng bay ra, bị dao mổ lợn chém trúng người nhưng không hề có bất kỳ vết thương nào, Phật Gia Gia có thân xác kim cang, không gì có thể phá hủy được, gương mặt hòa thượng bán si cực kỳ hung dữ, thiền trượng trong tay hắn điên cuồng đập xuống song đao của tần mục va chạm với thiền trượng của hắn ta liền phát ra những tiếng nổ lớn khiến muôn thú trong rừng điên cuồng trốn chạy đột nhiên song đao trong tay tần mục không chịu đựng được lực lớn của hai người liền nổ tung tần mục thét lớn gân xanh nổi lên xung quanh bao phủ sấm sét phát động lôi âm bắt thức rồng xanh bao quanh cơ thể liều mạng đối kháng với hắn ta hai gã khổng lồ giao chiến trong rừng thiếu bảo kiếm bất ngờ bay ra nhanh như chớp đâm về phía vòng mặt trời sau gáy hòa thượng bán si hòa thượng bán si lập tức liền giật mình kinh hãi vội vàng giơ tay chống đỡ ngay trong lúc này tần mục vung ra một quyền giống như mặt trời chiều sáng luyện thần hồn thần hồn của hòa thượng bán si dung chuyển không thể chống cự lại luồn kiếm quang kia bị thiếu bảo kiếm đâm vỡ mặt trời sau gái kim cang vô năng thắng công của hắn lập tức bị phá cơ thể bắt đầu thu nhỏ tần mục vung ra một quyền xương cốt trong người hòa thượng bán si chấn động hắn kêu lên một tiếng rồi lùi lại sau quyền của tần mục giống cuồng phong bão táp điên cuồng giáng xuống người hắn hòa thượng bán si đau đớn trong lòng hắn càng lúc càng khiếp đàm, vội vàng quay người phát chân bỏ chạy, chỉ vài bước đã nhảy lên không trung để chạy trốn. Tần mục dừng lại, ngẩng đầu lên trời, tốc độ bỏ chạy của hòa thượng kia cực nhanh, chỉ vài hơi thở đã chạy xa sáu bảy dặm, lúc này hắn mới dừng lại, dưới chân liền xuất hiện liên hoa đỡ lấy người hắn, trong lòng nhủ thầm, ma đầu này quá lợi hại, thủ đoạn vô số, tuy nhiên tốc độ không nhanh, không đổi được ta, ta vẫn có thể lấy lại sức rồi tính tiếp. Hòa thượng bán si vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn thì không khỏi kinh hãi tần mục hai chân như bay như xé không khí mà lao tới tốc độ nhanh tới mức hắn không thể nhìn rõ bùm bùm một quyền của tần mục vung tới trước mặt hắn cả gương mặt của hòa thượng bán si liền lõm vào sức mạnh của cửu long ngự phong lôi xuyên thấu đầu hắn khiến đầu hắn nổ tung giữa không trung 45 con rồng xanh đẫm máu đang nhen anh múa vuốt gầm thét vang dội giữa đám rồng xanh có một cái xác không đầu đang rơi xuống đất hòa thượng ngu ngốc ta có thể cho ngươi chạy trước mười dặm đau đau quá tần mục nhảy xuống toàn thân xương cốt hắn đau đớn vô cùng đau tới mức chỉ hít thở thôi cũng đau kim cang vô năng thắng công của hòa thượng này khiến cơ thể hắn ta rắn chắc không gì sánh được linh binh cũng không thể làm hắn bị thương các loại thần thông vô dụng đối với hắn khiến tần mục đánh vô cùng vất vả uy lực tấn công của hòa thượng bán si cũng rất đáng sợ tần mục bị thương khắp người đặc biệt là cửa hoàn thiền trượng gần như đập vỡ đầu hắn cũng may thủ đoạn tấn công của hòa thượng này khá đơn điệu cuối cùng cũng chết trong tay hắn bậc thần thông cảnh giới lục hợp rất mạnh, không thể xem nhẹ. Tần mục xoa cục u trên đầu, miệng suýt xoa không ngớt, phát động bá thể tam đan công, phục hồi khí huyết, tránh để tụ máu. Ngực hắn cũng bị gãy hai chiếc xương sườn, sau lưng máu thịt bê bết, là do tu di ấn của hòa thượng bán si đánh xuống làm bị thương. Bá thể tam đan công có tác dụng trị thương cực tốt nhưng vẫn không thể sánh được với linh đan rượu dược, cũng may vết thương không tới mức chí mạng. Bây giờ về lại thôn trước, trị thương xong rồi đi tìm ma viên. Tần mục nối lại hai chiếc xương sườn bị gãy, vứt xác hòa thượng ở đây trong đại khư không có quy tắc nhất thiết phải chôn xác thi thể sẽ sớm bị đám dã thú người thấy mùi máu tới câu xé cùng lắm chỉ còn lại đống xương cốt nếu như không may thì tới xương cũng không còn hắn về lại thôn liền tới vườn thuốc hái một vài loại linh dược luyện thành hai lô linh đan một loại dùng để trị ngoại thương một loại dùng để trị nội thương sau đó lại xin long kỳ lân một ít long tiên dùng để điều chế thuốc long kỳ lân thấy hắn bị đánh thê thảm thế này thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi gì nhiều long kỳ lân vẫn ngồi trước cổng thôn canh gác không nhúc nhích giống như khi ở thái học viện tần mục cảm thấy gã này trên danh nghĩa là canh cửa nhưng thực tế chắc là lười lười không muốn động đậy mà vương đô thiên vẫn đứng cứng đơ ở đó long kỳ lân là lười vận động còn hắn thì bị ông nội điếc định thân nên không thể nhúc nhích tần mục yên tâm dưỡng thương tới buổi tối ông nội điếc vẫn chưa trở về những người khác trong thôn cũng chưa về tới ngày thứ hai trưởng thôn và mọi người vẫn chưa về phổi của tần mục còn hơi đau nhức không thể thở mạnh nhưng xương sườn và vết thương sau lưng đã khỏi hoàn toàn nếu muốn vết thương của phổi khỏi nhanh hơn tốt nhất nên sông hơi để hơi thuốc bay vào phổi tuy nhiên không có ai giúp ta đốt lửa thiếu niên vận bá thể tam đan công chậm rãi đi lại nhẹ nhàng hít vào thở ra để nội thương trong phổi có thể khỏi nhanh hơn đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề lòng nhủ thầm qua năm mới ta 15 tuổi hay mười tuổi mọi người trong thôn vẫn tranh luận về tuổi của hắn trưởng thôn và bà bà cùng mọi người đã mấy lần cãi nhau vì việc này tất cả đều không thể nói rõ ràng. Tư bà bà nhặt được tần mục vào mùa xuân, tần mục quấn đã được chừng 2, 3 tháng tuổi. Tư bà bà cho rằng tần mục được sinh ra trước Tết nhưng trưởng thôn thì cho rằng tần mục sinh ra sau Tết. Nếu như sinh ra trước Tết thì tần mục là 16 tuổi còn nếu sinh sau Tết thì tần mục là 15 tuổi. Hàng năm mỗi dịp Tết, bọn họ lại tranh cãi gay gắt vì chuyện này, chắc năm nay cũng sẽ tiếp tục tranh cãi. Đang nghĩ tới đây, tần mục bỗng nghe thấy tiếng ù ù ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy mấy con côn trùng màu vàng bay từ khu rừng ngoài thôn tới tần mục chớp mắt đám côn trùng đó lập tức ù ù bay đi biến mất trong rừng tiếp theo đó nhiều côn trùng hơn nữa bay tới bay một vòng quanh thôn trang sau đó lại bay vào trong rừng cô nàng tam kỳ vào tới rồi tần mục đảo mát thực lực của cô nàng tam kỳ bảo mạnh hơn hòa thượng bán si rất nhiều có thể điều khiển côn trùng đám côn trùng đó đều là cổ trùng được ả luyện tới rắn chắc như gang thép tới linh binh cũng có thể gặp sạch sẽ cô ta điều khiển hàng nghìn con côn trùng côn trùng quá nhiều, nếu ổ một loạt tới, tần mục chắc chắn không thể địch lại, hắn sẽ bị ăn sạch sẽ chỉ trong tích tắc. Thay vì để ả à ta đánh vào thôn, chi bằng ra ngoài thôn giải quyết ả, à, tần mục nhìn ngó xung quanh, tới trước vườn thuốc của dược sư, cẩn thận bưng một hũ sứ vỡ lên. Trong hũ có mấy con bò cạp đang dương càng đánh lộn, móc cầu ở đuôi bổ về phía trước, cướp linh đan tần mục cho chúng ăn. Tần mục bê trước hũ vỡ bước ra khỏi thôn, Long Kỳ Lân lướt mắt nhìn hắn, giọng ồm ồm nói, giáo chủ, làm gì thế, đi đánh nhau. Tần mục bực bội nói, lại đánh nhau, Long Kỳ Lân uể oải, nói, đừng vác thương tích đầy mình trở về. Tần mục ôm hũ sứ tới bên bờ sông, sau lưng có mấy con côn trùng vẫn đi theo, ẩn trong lùm cỏ và trong tán lá. Tần mục đứng đó đợi một lát, chỉ thấy xung quanh côn trùng mỗi lúc một nhiều, bao phủ trên mặt sông, mặt sông liền giống như được rát một lớp vàng. Đám cổ trùng này thu hút cá lớn trong sông Dũng Giang, mấy con ngư quái hào hứng nhảy lên khỏi mặt nước, muốn ăn thịt chúng, có điều cá lớn dài chừng hai ba trượng vừa nhảy lên khỏi mặt nước, hạ cái miệng dữ tợn ra thì phát hiện đám côn trùng kia kêu lên những tiếng quái dị tất cả đều biến thành hơn một trượng lao xuống người cá cắn xé nhau nháo chả mấy chốc mấy con cá lớn đã bị ăn thịt chỉ còn lại ngươi long nhảy xuống nước tần mục mấp máy mắt thực lực của ngư quái dũng giang cũng rất lợi hại tương đương với cao thủ cảnh giới linh thai và ngũ rượu nhưng đối đầu với cổ trùng của cô ả à tam kỳ bảo thì không nhằm nhào, nhào gì thiên ma giáo chủ một giọng nói vọng tới từ dưới sông Tần mục đưa mắt nhìn theo thì thấy cô nàng của Tam Kỳ Bảo đang đứng trên bầy côn trùng màu vàng lướt từ hạ du dũng giang tới bên này. Cô ta không bay, chỉ có đám côn trùng đang bay, vô số con côn trùng màu vàng bay qua bay lại quanh cô ta. Còn có một con trùng mẹ màu vàng thân hình lớn hơn những con cổ trùng khác rất nhiều, cô ta đang đứng trên lưng trùng mẹ. Tần mục mỉm cười hòa nhã, nói, không biết nên xưng hô với tỷ tỷ Tam Kỳ Bảo thế nào. Cựu Nguyệt đứng cách tần mục hơn trăm trượng, dừng bầy côn trùng lại, nàng ta có chút ngạc nhiên, nói, Thiên ma giáo chủ quyền cao chức trọng, Độc Tôn Thiên Hạ, tại sao lại khách sáo với kẻ thù vậy, lại còn gọi ta là tỷ tỷ? Tam kỳ bảo có ba thứ đặc biệt, trùng, độc và mỹ nữ, cô gái này là một mỹ nữ khiến trái tim người khác rung động, nhìn thấy cô ta sẽ quên đi đám độc trùng rùng rợn kia, trái tim sẽ rung động kịch liệt, như thể bị sắc đẹp của cô ta chấn động tới tận cùng con tim. Tần Mục lắc đầu nói, ta tới đại khư thì sẽ không còn là giáo chủ thiên ma giáo nữa, ta chỉ là một đứa trẻ trong thôn. Tỷ tỷ này, nếu như tỷ bỏ qua ân oán ta sẽ mời tỷ vào thôn ăn tết đại khư ta khi đón tết sẽ rất náo nhiệt cừu nguyệt nói giết người xong ta sẽ có thể về nhà ăn tết sắc mặt cô ta xa sầm ánh mắt đau thương ta quên mất nhà ta cũng không còn tồn tại đều là bị ngươi và quốc sư duyên khang phá hủy nhà ta ở tam kỳ bảo sư tỷ của ta là điền chân quân ân sư là điền hữu phi trận chiến đại tương thành thiên ma giáo dịch chuyển đại quân duyên khang quốc vào trong thành giết không biết bao nhiêu sư huynh sư tỷ của ta ân sư của ta yểm hộ cho ta chạy trốn nhưng ân sư đã chết trong tay đại quân cô ta nửa cười nửa khóc ánh mắt sắc lạnh nhìn tần mục dịu giọng nói thiên ma giáo chủ lúc đó ngươi đã là giáo chủ của thiên ma giáo rồi đúng không có thể điều động nhiều cao thủ của thiên ma giáo như vậy cả thiên ma giáo chỉ có mình ngươi có khả năng này là ngươi điều động cao thủ của thiên ma giáo phá hủy đại nghiệp của nghĩa quân ta phá hủy tam kỳ bảo của ta ánh mắt cô ta lạnh lùng ta lén trở về tam kỳ bảo tam kỳ bảo đã sụp đổ người nhà ta đã bị coi là loạn đảng bị mang ra chém đầu thị chúng Thiên Ma Giáo Chủ, ngươi nói xem ta có nên giết ngươi hay không? Tần Mục thở dài nói, đương nhiên, có điều, ngươi không nên tạo phản. Khi ngươi tạo phản thì phải nghĩ được rằng, một khi tạo phản người nhà ngươi sẽ có kết cục gì. Cử Nguyệt bước tới một bước, thất thanh, chính nghĩa cần có một số người liều chết để khởi sướng, công lý cần có một số người dùng mạng sống để đổi lại. Nếu không đâu còn chính nghĩa, đâu còn công lý. Mặc dù ta xuất thân Ma Giáo nhưng ta nguyện làm người như vậy. Thiên Ma Giáo Chủ, không cần nhiều lời nữa, xin mới, thiếp thân xin tiễn người lên đường. Tần Mục lập tức nghiêm nghị, nói, chí hướng khác nhau không thể có tiếng nói chung, cô nương, xin mời, cưu nguyệt hét lên, tay áo tung bay, vô số cổ trùng từ bốn phương tám hướng nhau về phía Tần Mục. Những con cổ trùng này gồm rất nhiều chủng loại, số lượng cũng rất nhiều, chúng gặp gió sẽ lớn bổng lên, to chừng một, hai trượng, nhỏ cũng phải bằng chậu rửa mặt, còn có một số cổ trùng không những không to lên, ngược lại còn thu nhỏ lại. Những con cổ trùng này là nguy hiểm nhất, càng nhỏ càng khó đề phòng, chui vào cơ thể nhân lúc người ta không đề phòng cắn nát lục phủ ngũ tạng, thậm chí một số cổ trùng có thể ăn cả hồn phách hoặc hút tu vi nguyên khí của đối phương. Tần Mục mở nắp hũ xứ vỡ, nguyên khí chuyển vào trong hũ, mấy con bò cạp trong hũ liền nhảy ra, lập tức lớn bổng, hóa thành hơn 20 trượng, lớp giáp màu đen xung quanh bò cạp chi chít những ấn ký phù văn quái dị, vô cùng đẹp mắt, không ngừng phát sáng, khí thế khủng khiếp tỏa ra, bầy côn trùng bay tới xung quanh lập tức rơi xuống như mưa. Cửu Nguyệt kinh ngạc, vội vàng nhảy lên chạy trốn đột nhiên móc câu của một con bò cạp vung lên giống như gang thép không ngừng dài ra chỉ trong tích tắc cô ta đã bị treo lên trên móc câu một đòn chí mạng tần mục thở dài nhìn đám bò cạp đang đánh nhau khiến nước sông cuồn cuộn sóng nước dấy lên cao vút để tranh giành xác của cường nguyệt hắn vội vàng điều khiển hũ sứ mấy con bò cạp lập tức thu nhỏ lại bay vào hũ tiếp tục đánh lộn ở trong đó thi thể của Cửu nguyệt đã bị chúng xé tan rơi xuống lòng sông bị nước sông cuốn đi tần mục ôm hũ sứ trở về thôn tàn lão Long Kỳ Lân ở trước cửa thôn đưa mắt quan sát hắn, thấy hắn có vẻ không vui, nó cũng không nói gì. Tần Mục đặt hũ sứ xuống, kéo ma vương đô thiên ra, đấm đá túi bụi rồi lại gọi sấm xét tới đánh ma vương đô thiên mấy chục phát mới thôi. Ma vương đô thiên nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, bị giày vò rơi mất mười mấy chiếc linh kiện, trong lòng vô cùng tủi thân, ta có làm gì ngươi đâu chứ. Tần Mục đánh ma vương đô thiên xong thì trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, đột nhiên nghe thấy có người gọi ở bên ngoài, thiên ma giáo chủ ở đây, mọi người mau tới đây sắc mặt tần mục xa sầm hắn đi tới phòng của tư bà bà cầm lấy chiếc gương tư bà bà dùng để trang điểm rồi bước ra khỏi thôn ngoài đó có mấy vị thần thông đang chạy tới hướng này tần mục tay cầm gương nguyên khí chuyển vào trong gương chiếu lên mấy vị thần thông đang đuổi tới mấy người đó lập tức hồn bay phách tán ngay trên không trung thi thể rơi xuống đất sau đó thiếu niên về lại thôn đặt lại chiếc gương về đúng chỗ trên bàn trang điểm của tư bà bà trong lòng nghĩ thầm hết chưa thế không biết có định người ta ăn tết yên ổn không vậy vết thương của tần mục đã hoàn toàn hồi phục hắn mang theo quả mua cho ma viên đi ra khỏi thôn đi về phía sơn cốc trấn ưng cung vừa ra khỏi thôn liền nhìn thấy một con dị thú kéo một xác chết thấy hắn đi tới dị thú đó liền kêu khẽ hai tiếng lông trên cổ xù lên nước sông rào rạt lại có thêm mấy con dị thú nữa nhảy lên khỏi đáy sông đầu cá mình người chạy về phía những xác chết khác đám dị thú này khi nhìn thấy tần mục đều vội vàng dừng bước kho mình dưới đất không dám tiến lên tần mục mặc kệ chúng trong hai ngày hắn dưỡng thương liên tiếp có cao thủ thần thông duyên khang quốc truy sát hắn tới đây còn chưa kỳ vào thôn đã bị hắn dùng những thứ có sẵn trong thôn tiêu diệt trong thôn có một số thứ rất đáng sợ trừ đám côn trùng trong hũ xứ ra còn có bồ cào làm cỏ vải mảnh của lò rèn vải nước kiếm hoàn ở đầu giường của tư bà bà đá mài dao của đồ tể máng cho gà ăn còn cả chậu rửa mặt bị long kỳ lân dùng làm bát ăn cơm những kẻ truy sát tần mục không ít ngoài đám cao thủ long kiều nam gia còn có mấy tốc cao thủ của các môn phái khác nữa cho nên trong hai ngày tần mục dưỡng thương đã có không ít người tìm đến đây thôn tàn lão rất dễ tìm xây dựng ven sông cách tương long thành chỉ hơn ngàn dặm tương long thành cách biên giới duyên khang không xa cho nên muốn tìm thì vẫn có thể tìm được tần mục đoán rằng hai ngày này có tới 40, 50 người tìm hắn đương nhiên lúc này bọn họ đều đã chết hết đám người long kiều nam không tìm tới lẽ nào lạc đường hay bị giết trên đường rồi hay là khi tần mục ở trong thôn luôn cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối lúc nào cũng có thể nhào tới cô ta ở gần đây sao lần này hắn ra khỏi thôn cũng là để dụ long kiều nam xuất hiện long kiều nam có thâm thù đại hận với hắn ngựa long môn bị tiêu diệt cũng là do hắn một tay gây ra nếu không phải tần mục triệu hồi ma ở thiên ba thành triệu hồi ra ma vương đô thiên ngựa long môn cũng sẽ không dễ dàng bị diệt môn tới vậy bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim tần mục bước tới trấn ương cung chỉ thấy nơi này rất nhiều dã thú nhưng ma viên và long tượng thì không có ở đây hắn tìm kiếm khắp xung quanh một lượt vẫn không thấy dấu vết của bọn họ dã thú trong sơn cốc đều không biết tu luyện không thể nói chuyện cũng không biết ma viên chạy đi đâu tần mục đành phải quay ngược về thôn tàn lão hai ngày nữa lại qua đi cuối cùng hắn không ngồi yên được nữa lúc này chỉ còn hai ba ngày nữa là tới tết từ bà bà và trưởng thôn vẫn chưa về người già trong thôn thật không khiến người khác yên tâm hắn lại đi tới trấn ương cung một lần nữa vẫn không thấy ma viên đâu trong lòng lại càng thêm nôn nóng long mập dậy tần mục thu dọn một lượt cho đám côn trùng và kê bà long ăn sau đó gỡ bỏ định thân cho ma vương đô thiên rồi gọi long kỳ lân nói chúng ta vào sâu trong đại khư tệp họ thôi ma vương đô thiên vươn vai cười lạnh nói tới bậc bán thần như lão đức vào đại khư cũng không có đường về ngươi đi thì có tác dụng gì tần mục lắc đầu tuy thực lực của ta không cao nhưng ta có trợ thủ ma vương ngươi cũng là thiên ma tộc nhỉ ma vương đô thiên kiêu ngạo nói thì ra ngươi muốn mượn sức mạnh của ta nếu ngươi đối xử với ta tốt một chút nói không chừng ta sẽ giúp ngươi tuy nhiên ngươi vô duyên vô cớ đánh ta khiến ta rất bực bội ngươi phải lấy lòng ta ta mới giúp ngươi tần mục hiếu kỳ nói làm thế nào để lấy lòng ma vương đại nhân ma vương đô thiên nghe vậy lập tức hưng phấn đang định nói thì bất chợt cảm thấy không ổn nếu như nói ra chắc chắn kẻ quỳ xuống liếm chân sẽ chính là mình tần mục nghiêm mặt nói nếu như ngươi tận tâm tận lực giúp ta tìm họ ta sẽ giải phóng cho ngươi điều kiện này được không mắt ma vương đô thiên lóe sáng nói thật chứ thật tần mục thu dọn xong xuôi đầu đấy liền ra khỏi thôn tàn lão hắn để long kỳ lân đi lên men theo dòng sông trưởng thôn và mọi người đi tìm vết tích của vô ưu hương lần trước trưởng thôn dẫn theo tần mục cũng là đi lên men theo dòng sông đi tới sâu trong đại khư đầu nguồn dũng giang rồi nhìn thấy rất nhiều việc ly kỳ cổ quái tuy nhiên lần đó họ không tìm được vô ưu hương mà tìm được thuyền mặt trăng trong phong đô thuyền mặt trăng kéo ngọc bội trên cổ tần mục khiến ngọc bội bay lên mới dẫn dắt tần mục tới nơi đó Tần Mục thấy rằng, trưởng thôn và mọi người tìm kiếm vô ưu hương chắc chắn cũng tìm từ đó, nói không chừng sẽ để lại dấu vết. Tốc độ của Long Kỳ Lân không chậm, chỉ có điều so với tốc độ của trưởng thôn thì chậm hơn rất nhiều. Trưởng thôn dẫn theo Tần Mục giống như một vị thần phát sáng lấp lánh giữa bóng tối đi trong đại khư, tốc độ cực nhanh. Tần Mục chỉ có thể đi sâu vào trong đại khư vào ban ngày, tới tối hắn phải tìm thôn trang hoặc di tích để trốn bóng tối. Đại khư vào ban ngày và đại khư vào ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trường thôn đoán rằng đại khư ban ngày là thế giới hiện thực, tới ban đêm một thế giới hắc ám khác đã trồng chéo lên đại khư. Nếu như trưởng thôn và mọi người đi vào thế giới trong bóng tối đó rồi bị bóng tối mang đi, vậy thì tần mục sẽ không thể tìm được họ. Giờ hắn chỉ hy vọng trưởng thôn và mọi người có thể tìm được vô ưu hương. Hắn rời thôn tàn lão không lâu, một cô gái mặc váy màu xanh sẫm bước vào thôn tàn lão, tai đeo một chiếc hoa tai màu đỏ, bông tai rung lên, giãn ra biến thành một chiếc khuyên, là một con rắn nhỏ màu đỏ. Trong thôn này khắp nơi đều là bảo bối, không biết có thể vào ăn trộm được không? Long Kiều Nam nói nhỏ tiểu hồng đi gọi người giúp đỡ đi rán tiểu hồng dưới tai cô ta phun lưỡi phì phì từng đàn rắn hồng quan trườn ra khỏi rừng một con trong số đó trườn tới thôn vừa vào thôn liền có một con nhện đen nằm trên một chiếc lá linh dược trong vườn thuốc bên thôn rơi xuống đầu rắn cắn một miếng con rắn đó lập tức mất mạng máu thịt toàn thân hóa thành nước bị con nhện đó hút sạch chỉ còn lại lớp da rắn con nhện mỗi lúc một lớn sau khi ăn hết con rắn đó liền phun ra chân hỏa đốt mình thành mỗi lúc một nhỏ sau đó lại nhảy về ẩn mình trong vườn thuốc khóe mắt long kiểu nam khẽ co giật lập tức quay người bỏ đi đàn rắn sau lưng tỏa đi khắp nơi nói thôn này tới thiên nhân cũng không vào được long kỳ lân ngược dòng sáu ngàn dặm ven sông tần mục ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trời sắp tối lập tức quan sát xung quanh tìm kiếm một nơi có thể dừng chân trên bản đồ đại khư có nói gần đây có một nơi gọi là tư quái cung có lẽ sẽ là một nơi có thể dung thân tần mục nhớ lại bản đồ đại khư tìm kiếm phương hướng ánh mắt lập tức lóe sáng ra lệnh cho long kỳ lân lên bờ không bao lâu sau họ tìm được một di tích cung điện chỉ thấy đã có một số dị thú ẩn nấp ở đây tần mục bước vào di tích tư quái cung nhìn thấy rất nhiều xương cốt cự thú nằm ngổn ngang trong di tích đám dị thú này rất yên ắng thấy hắn vào cũng không nhúc nhích tần mục ngẩng đầu quan sát khung xương cự thú của tư quái cung quá lớn lớn gấp mấy chục lần hình thái hoàn chỉnh khi long kỳ lân biến hóa nếu như còn sống chắc sẽ cao cả ngàn trượng giống như một ngọn núi di động không bao lâu sau lại có một vài người nữa đi vào di tích chắc là những cao thủ tới đại khu lịch luyện mấy người này nhìn thấy tần mục thì đều lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không lên tiếng lẳng lặng đốt lửa nấu cơm tần mục cũng nấu một vài món ăn xong bữa tối liền nằm ngủ cạnh long kỳ lân mấy người kia đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào viết chữ trên mặt đất đang viết đột nhiên mặt đất rung chuyển bên ngoài vọng lại tiếng gầm thét tiếp theo đó trong bóng tối vang lên âm thanh trúc chắc khó hiểu giống như có ma thần đang thì thầm nói chuyện tần mục ngồi dậy chỉ thấy những khung xương cự thú trong di tích phát ra thần quang mặt đất rung chuyển mỗi lúc một mạnh tiếp theo những bộ khung xương cự thú từ từ nhấc chân lên, giống như sống dậy, bước ra khỏi di tích. Ngoài di tích vọng tới tiếng gầm giận dữ vang dội, thì thoảng lại có thần quang xé toang màn đêm phóng tới. Thông qua thần quang có thể thấy những bộ xương cự thú bỗng có da có thịt, hóa thành thần thú, đang giao chiến với ma thú trong bóng tối. Mấy người kia kinh ngạc vô cùng, ma vương đô thiên cũng giật này mình, tần mục đã quá quen thuộc, nằm xuống, nói nhỏ, đô thiên, đừng nhìn, ta còn gặp những việc ly kỳ hơn nữa cơ, ma vương đô thiên nói nhỏ mấy kẻ kia có chức kỳ quái tần mục không mấy quan tâm biết rồi một nữ đạo nhân trong số đó là long kiều nam một lát sau tính ngái của hắn vang lên ma vương đô thiên cũng kiềm chế không hành động trận chiến bên ngoài di tích kéo dài một đêm tới sáng sớm ngày hôm sau mặt đất rung chuyển mấy thần thú đội trời đạp đất bước hỏi bóng tối tiến vào di tích phủ phục xuống da thịt biến mất lại hóa thành mấy bộ khung xương nằm trên mặt đất hồi phục lại như cũ bóng tối rút lui như thủy triều ánh mặt trời dọi xuống những dị thú trong di tích cũng lần lượt tàn mát đi mọi nơi tần mục lại đốt lửa nấu cơm mấy đạo nhân kia cũng nổi lửa đám đông không nói câu nào ai ăn cơm của người nấy long kỳ lân cũng không biết giấu chiếc chậu rửa mặt ở đâu lúc này lại ngoạm ra đặt trước mặt tần mục đợi thức ăn tần mục đổ ra nửa đấu xích hỏa linh đan lại lấy thêm một chiếc chậu rửa mặt đổ một nửa chậu nước hồ ngọc long long kỳ lân ăn no uống say tiếp tục lên đường mấy đạo nhân kia đưa mắt nhìn nhau dập lửa đứng dậy đi theo sau tần mục tần mục dừng bước quay đầu lại nhìn cười nói các vị sư huynh có việc gì không một người trong số họ nói đại khư lớn thế này tất cả đều là nhà ngươi sao chúng ta đi đường chúng ta ngươi đi đường ngươi không chán đường của ngươi tần mục mỉm cười tiếp tục đi về phía trước hôm nay lên đường sớm tới trước khi mặt trời mọc họ tới được tận cùng sông dũng giang tần mục nhìn thấy thôn trang đổ nát bên sông ánh mắt phát sáng liền kêu long kỳ dân đi vào mấy đạo nhân kia cũng đi vào theo hắn chỉ thấy thôn trang vô cùng hoang tàn đầu đâu cũng là mạng nhện tượng đá trong thôn cũng đổ vỡ điều kỳ lạ là những di tích khác đều có dị thú vào lần trốn còn trong thôn trang này không hề có một con yêu thú nào cả mấy đạo nhân kia có phần ngờ vực do dự long kiều nam hiện giờ là nữ đạo nhân xinh đẹp nói khẽ nơi này không bình thường đang nói thì bóng tối ập tới không khí bỗng vô cùng giá rét một con thuyền đơn độc khẽ đong đưa lướt tới từ một thế giới khác trên mũi thuyền có treo một chiếc đèn bão dưới đèn là một ông lão đang ngồi gấp người giấy ngựa giấy thuyền giấy ông lão đó vào trong thôn, bước xuống khỏi thuyền, mọi người đều liên tục dùng mình, chỉ cảm thấy linh hồn giống như bị đóng băng. Ông lão đặt một chiếc thuyền giấy xuống, thuyền giấy liền bay lên, một đạo nhân trong số họ lập tức phát hiện ra mình đã ở trên thuyền giấy từ lúc nào, đang lắc lư chậm chạp trôi về phía bóng tối. Trong lòng hắn sợ hãi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở trong thôn, mình vẫn đang ngồi đó, đó là thân xác của hắn, đạo huynh, tần mục thi triển chấn tinh địa hầu chân công, hóa thành đầu người mình rắn sau lưng xuất hiện thừa thiên môn hắn hành lễ với ông lão kia vừa nói một câu tiếng u đô vừa lấy ra bức họa của trường thôn dược sư cùng mọi người nói xin hỏi đạo huynh huynh có từng gặp họ không ông lão nhìn qua một lượt rồi gật đầu nhìn thấy họ có tới chỗ ta hỏi đường những đạo nhân khác ở trong thôn vô cùng sợ hãi ông lão này rõ ràng đứng trước mặt họ nhưng họ không nhìn thấy mặt của ông ta khoảng cách rất gần nhưng ngũ quan của ông lão vô cùng mơ hồ cho dù họ dùng các loại thiên nhãn cũng không thể nhìn rõ giống như ông ta không phải một người sống ma vương đô thiên cũng im như hến không dám lên tiếng ông lão này là âm sai của u đô là thần thánh dưới trướng thổ bá dường như ở mỗi thế giới đều có thể gặp phải âm sai như thế này họ phụ trách các việc khác nhau có người phụ trách tới dương gian tiếp đón du hồn có người phụ trách dẫn độ người chết có người phụ trách bắt giữ những bậc thần thông có ý định chạy trốn khỏi cái chết trật tự của u đô và dương gian là do họ phụ trách thế giới đô thiên từng xảy ra chiến tranh đến mức độ diệt thế gần như phá hủy hoàn toàn thế giới này lúc đó thì cốt ngập tràn khắp nơi nơi đâu cũng là xác chết mặt trời của thế giới đô thiên tắt rụi mọi nơi đều là bóng tối nhưng trong bóng đen vô tận có chút ánh sáng chiếu tới vô số luồng sáng dưới mỗi luồng sáng đều có một ông lão như vậy tới tiếp đón du hồn khi đó ma vương đô thiên may mắn sống sót sau đại chiến trở thành chủ nhân của đô thiên đô thiên khi đó còn rất trẻ một lòng nhiệt huyết cho nên hắn nhìn thấy âm sai tới tiếp đón hồn phách của con dân đô thiên thì lập tức xông lên kết quả bị đánh trọng thương suýt nữa hồn phách cũng bị dẫn đi giờ đây Ma Vương Đô Thiên nhìn thấy những âm sai này, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi, không dám nói nhiều lời. Tần Mục cung kính nói, cho hỏi, họ đi đâu rồi? Ông lão đó giơ tay chỉ vào trong bóng tối, vô ưu hương, nhưng họ không tìm được nơi đó, chỉ bị nhốt lại, có âm sai chuẩn bị bắt hồn của họ. Bên sông có tiếng nước ảo ảo vọng tới, trong dũng giang một loạt nam nữ ướt sũng nhô đầu lên từ lòng sông, chậm chạp bước vào trong thôn, sắc mặt tím tái, không nói lời nào. Một chiếc thuyền giấy bay ra khỏi thôn, những nam nữ đó bước lên thuyền giấy, thuyền giấy thong thả trôi vào trong bóng tối những đạo nhân khác trong thôn đều bàng hoàng kinh hãi vội vàng xích xa ông lão một chút lúc này bọn họ mới chú ý tới hai người đi cùng không hề động đậy mà ngồi cứng đờ tại chỗ trên chiếc thuyền đã trôi vào trong bóng tối kia thấp thoáng bóng dáng của hai người họ ba đạo nhân còn lại lập tức sởn ra gà long kiểu nam trong trang phục đạo nhân hai chân run rẩy muốn tìm đường bỏ chạy nhưng không dám chạy vì bên ngoài toàn là bóng tối cúi đầu đừng nhìn ông lão đó một đạo nhân lớn tuổi trong số họ tỉnh ngộ vội vàng nói ông ta là âm sai nhìn vào mắt ông ta hồn phách sẽ bị dẫn đi long kiều nam và một đạo nhân trẻ tuổi vội vàng cúi đầu không dám nhìn ông lão giọng nói của tần mục càng thêm vần cung kính xin đạo huynh chỉ điểm vô ưu hương rút cục nằm ở đâu ông lão vẫn chỉ tay vào bóng tối không nói thêm lời nào tần mục nhíu mày phương hướng ông lão chỉ chính là thế giới của người chết trong bóng tối là một địa ngục nữa vị trí của phong đô lần đó hắn và trưởng thôn xông vào thế giới của người chết suýt chút nữa thì không còn mạng để trở về nơi đó không phải vô ưu hương xin hỏi đạo huynh vô ưu hương thật sự ở đâu ông lão lắc đầu vẫn chỉ vào bóng tối tần mục hỏi tiếp ông lão vẫn không nói thêm lời nào tần mục nhíu mày hắn không có thực lực để đi qua bóng tối hơn nữa ngoài trưởng thôn ra những người khác trong thôn muốn đi qua bóng tối chắc cũng có chút khó khăn trừ khi có thể cõng được tượng đá hắn lặng yên trong thôn không còn âm thanh nào khác chỉ có tiếng ngáy của long kỳ lân gã đang ngủ một lúc lâu sau trong lòng sông không còn thi thể nổi lên ông lão đứng dậy ngồi lên thuyền và biến mất trong bóng tối mọi thứ trong thôn lại khôi phục lại bình thường không còn cảm giác lạnh giá ban nãy nữa mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trong thôn chỉ còn lại ba đạo nhân bên phía tần mục cũng còn ma vương đô thiên và long kỳ lân tượng đá cũ vỡ vẫn phát ra ánh sáng loe lét đẩy lùi bóng tối xung quanh trong lòng tần mục ngẫm nghĩ nhìn nữ đạo nhân mỉm cười rồi quay sang hai vị đạo nhân còn lại nói hai vị đạo trưởng nhìn lạ quá không biết quầy quán ở đâu một vị đạo nhân khá lớn tuổi trong số hai người nói, thiên ma giáo chủ đã hỏi, ta cũng không dám giấu giếm, sơn nhân sư đồ tới từ tinh đấu thiên la môn, sơn nhân xích vân đạo nhân, còn đây là liệt đồ thiệu nguyên, hai vị ban nãy cũng là đệ tử của sơn nhân, đáng tiếc không được may mắn cho lắm, nhìn vào mắt âm sai bị cầu mất hồn phách rồi, tần mục cung kính, nói, thì ra là cao nhân của tinh đấu thiên la môn. Môn chủ tinh đấu thiên La Môn là La Tinh Hà La Môn chủ trăng, La Môn chủ chính là gia sư, đã qua đời rồi, Xích Vân Đạo Nhân buồn bã nói, ngày hôm đó, thiên ma giáo truyền gọi thành Trung Sơn ở Đại Tương Thành đi, gia sư chết trong tay quốc sư Duyên Khang. Thì ra là vậy, tần mục gật đầu, gió lạnh trong bóng tối ngoài thôn thổi vù vù, người trong thôn lại yên lặng, không nói lời nào. Hai đạo nhân lấy hộp kiếm từ trên lưng xuống, cẩn thận lau chùi hộp kiếm, long kiều nam mỉm cười, khẽ sở lên khuyên tai, tần mục thò tay vào túi thao thiết, nhưng không lấy gì ra, nét mặt vẫn tươi cười, trên trời mấy bông tuyết trong va bay qua rơi xuống giữa bọn họ. Đêm nay có gì đó không yên bình, không biết tuyết đã rơi từ lúc nào. Ma vương đô thiên cảm thấy không khí có phần khác thường, len lén đá Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân liền lập tức tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường nên nó lại tiếp tục ngủ. Ma vương đô thiên liền nổi giận, đồ lười biếng, nuôi người để làm gì chứ. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, chẳng mấy chốc trên người mọi người đều phủ một ít tuyết trắng. Đúng trong lúc này, đột nhiên một tiếng Phật hiệu vọng tới, mọi người giật mình, Phật hiệu này truyền tới từ trong bóng tối. Tần Mục rút tay khỏi túi thao thiết, Long Kiều Nam cũng buông tay đang sờ khuyên tai xuống, hai đạo nhân cũng đặt hộp kiếm xuống, trong bóng tối có ánh sáng hắt tới, một hòa thượng béo mập bước ra từ bóng tối, nhìn xung quanh một lượt, chắp tay nói, các vị thí chủ, làm phiền rồi, Tần Mục không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy, nói, chúng ta cũng chỉ là khách qua đường, không thể coi là làm phiền, một người đàn ông to lớn bước ra từ sau lưng hòa thượng, toàn thân lông đen, trên người bắp thịt cuồn cuộn, thân cao trượng sáu mang theo ma khí nồng nặc giống như một vượn người hung bạo trong tay cầm một cây thiền trượng kinh ngạc nói nhóc con tần mục vô cùng kinh ngạc nhìn cây thiền trượng mới nhận ra là khích khí la mình đưa cho ma viên liền kêu lên gã khổng lồ sao ngươi lại ở đây ngươi hóa hình rồi sao gã vượn người như yêu ma vừa mừng vừa ngạc nhiên bước tới chào hỏi tần mục lại chỉ hòa thượng béo nói chọc tiểu ma viên lại chỉ vào mình giọng ồm ồm đại chọc dạy chọc tiểu Tiểu, tần mục lơ tơ mơ, thăm dò, ý ngươi là, đại hòa thượng này tới từ tiểu lôi âm tự, hòa thượng đại lôi âm tự tìm được ngươi, dạy bản lĩnh cho ngươi, sau đó hòa thượng của tiểu lôi âm tự này tìm tới ngươi, nói với ngươi rằng hắn tới từ tiểu lôi âm tự, sau đó dẫn ngươi về tiểu lôi âm tự, ma viên gật đầu như bổ củi, đám người trong thôn cũng ngờ ngợ, ma vương đô thiên kêu lên, sao ngươi có thể lĩnh ngộ ra được ý hắn nói, tần mục giật mình, có thể dẫn ma viên đi lại trong bóng tối lão hòa thượng béo này e rằng cũng là nhân vật cùng cấp bậc với lão như lai lão trưởng thôn một nhân vật thần thánh long kiều nam xích vân đạo nhân và thiệu nguyên đạo nhân trong lòng kinh hãi lặng lẽ lùi lại phía sau nhưng tiếp tục lùi sẽ là bóng tối ngoài thôn ba người thầm kêu khổ vừa nãy thì âm sai giờ thì tới tiểu như lai của tiểu lôi âm tự tất cả đều là những nhân vật tần mục quen biết sợ rằng chỉ với một câu nói tần mục cũng có thể khiến họ phải bỏ mạng họ đâu biết rằng trong lòng tần mục cũng vô cùng căng thẳng tiểu như lai của tiểu lôi âm tự là yêu tu là một tên đại yêu quái chạy khỏi đại lôi âm tự là đại yêu vương hắn lĩnh ngộ phật pháp đạt tới cực đoan từng dùng phật đồng trấn áp ngô công tiên thanh nhi ở ốc đảo lòng sông dũng giang kết quả pho phật đồng này bị tần mục dùng sóng băng đẩy đổ cứu tiên thanh nhi ra tiểu như lai này rất có tướng phật giống như một phật đà tại thế tướng mạo trăng nghiêm liếc nhìn tần mục nói thì ra là tiểu thí chủ tiểu thí chủ phá hỏng công đức của ta còn nhớ chứ Long kiều nam và xích vân đạo nhân hai mắt vụt sáng trong lòng dấy lên hy vọng tần mục nói nhớ ma viên chặn phía trước tần mục lớn tướng nói chọc đệ tiểu như lai like nhìn hắn lắc đầu người yên tâm ta có kẻ thù không ra tay giết hắn kẻ thù của ta tới rồi người ở lại đây ta đi gặp hắn hắn vừa dứt lời trong bóng tối liền vọng tới tiếng cười tiểu như lai like, người dám thách đấu giữa đêm âu cũng có chút thú vị trong đêm tuyết một ông lão đầu đội nón che mặc kệ tuyết rơi bước vào thôn đổ nát từ trong bóng tối tần mục hơi giữ người kêu lên thất thanh lang cảnh đạo nhân ông lão đội nón che ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười thì ra là đệ tử của lão kiếm thần người còn mượn của ta hai đồng tiền phong đô giờ có tiền trả chưa tần mục lúng túng thật thà nói hai đồng tiền phong đô đó đã tiêu hết rồi long kiều nam xích vân đạo nhân và thiệu nguyên đạo nhân sắc mặt đờ đẫn lại một cao thủ tuyệt đỉnh có thể đi lại trong bóng tối nhưng lại là người quen của thiên ma giáo chủ tần mục vị thiên ma giáo chủ này rốt cuộc quen bao nhiêu nhân vật thần thánh thế này sau này có tiền trả cũng không muộn lăng cảnh đạo nhân tháo nón xuống dựng bên cạnh tường nhìn tiểu như lai chậm rãi nói giữa đêm tuyết rơi là thời tiết tuyệt vời để giết người tiểu như lai chúng ta ra xa một chút đánh một trận được hai vị cao thủ tuyệt tình lần lượt bước vào trong bóng tối trong thôn lại trở lên tĩnh lặng tần mục nhìn đám người long kiều nam trước mặt đám người Long Kiều Nam cũng nhìn hắn, mấy người đều không dám động đậy. Mà Viên thấy vậy trong lòng bức bối, từ xa vọng tới những luồng chấn động khủng khiếp, tuyết trên trời biến thành mưa nhỏ giả rích rớt xuống. Thần thông của Lăng Cảnh đạo nhân và Tiểu Như Lai đánh tan tuyết trong màn đêm, khiến tuyết biến thành nước mưa. Trên trời lúc tuyết rơi, lúc lại biến thành mưa nhỏ. Không bao lâu sau, đột nhiên trong bóng tối vọng lại tiếng gà gáy, bóng tối nhanh chóng lùi về phía tây. Ngay trong lúc này, đám người Tần Mục Long Kiều Nam ma vương đô thiên gần như đồng thời lao về phía đối phương đồng thời ra tay long kỳ lân gầm lên giận dữ dùng mình nghiện chân thân xung quanh lửa cháy bùng bùng Giờ vuốt ấn xuống đầu rán đỏ đang lao tới đập đầu rán xuống lòng đất tần mục chỉ trong nháy mắt đã tới bên xích vân đạo nhân vô số phi kiếm của xích vân đạo nhân đều bị ma vương đô thiên đứng sau tần mục chặn lại ma viên nhảy ra từ sau lưng ma vương đô thiên khích khí la đập mạnh xuống đầu xích vân đạo nhân phụt một luồng kiếm quang xuyên qua ngực xích vân đạo nhân tần mục nhấc ngón tay thiệu nguyên đạo nhân vẫn còn chưa kịp định thần thì liền bị kiếm quang chém ngang qua cổ long kiều nam thấy vậy liền túm lấy đuôi rắn rắn đỏ thu nhỏ lại cô ta nhảy lên không trung rồi nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết rầm rầm thi thể của xích vân đạo nhân và thiệu nguyên đạo nhân gục ngã xuống đất tần mục liền thu kiếm ngẩng đầu nhìn lên thì thấy long kiều nam đã chạy xa tốc độ của con rắn đỏ đó rất nhanh không dễ dàng gì đuổi kịp tối nay âm sai lại có du hồn để bắt rồi đáng tiếc không tiễn được long kiều nam đi Cô này thông minh hơn hẳn những kẻ khác, trận chiến ở thiên ba thành cô ta cũng trốn thoát được, tần mục thở phào, giờ chỉ còn lại một mình Long Kiều Nam, một mình không làm nên được việc gì, nếu như còn dám đuổi tới thì sẽ chết chắc. Trận chiến này nhanh gọn, dứt khoát như vậy chủ yếu là do phối hợp tốt, tu vi của Sích Vân Đạo Nhân không tệ, không hề thua kém Long Kiều Nam. Sích Vân Đạo Nhân vác theo hộp kiếm chứng tỏ hắn ta giỏi kiếm nhất, mà Vương Đô Thiên dùng tám cánh tay chặn kiếm, có thể giúp tần mục dễ dàng tới được bên Sích Vân Đạo Nhân. Mà viên sức mạnh hơn người, lại có khích khí là thiền trượng và như lai đại thừa kinh sức mạnh đủ để đánh cho xích vân đạo nhân không kịp trở tay sau cùng là tần mục dùng một kiếm lấy đi tính mạng của hắn ta chiến lược của long kiều nam chủ yếu nằm ở con rắn đỏ kia nó đã được cô ta luyện hóa sắp biến thành giao long long kỳ lân chính là đối thủ của nó sức mạnh áp đảo rắn đỏ khiến long kiều nam không thể kịp thời ứng cứu xích vân đạo nhân long kiều nam không kịp ứng cứu xích vân đạo nhân chỉ còn đường chết tuy nhiên nếu như long kiều nam bỏ trốn tần mục cũng không thể nào bắt được cô ta vì nếu mình đuổi theo chắc chắn sẽ mất mạng tốc độ của ma vương đô thiên long kỳ lân và ma viên cũng không đuổi kịp cô ta vì thế đành mạc cho cô ta bỏ chạy bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim gã khổng lồ tiểu như lai like của tiểu lôi âm tự có làm khó dễ ngươi không tần mục hỏi ma viên lắc đầu chỉ vào mình nói ta hiệu không tấn mục đợi một lát ma viên đang nói pháp hiệu của hắn nhưng pháp hiệu sao lại chỉ có một chữ rốt cuộc là không cái gì hay cái gì không Ma Viên tự cho rằng hắn đã hiểu, không nói thêm gì nữa. Ma Viên này rất kiệm lời, quả thực một chữ cũng không nói thêm. Người đi theo Tiểu Như Lai tu hành cũng được, Tiểu Như Lai cũng biết Như Lai Đại Thừa Kinh, hơn nữa cũng là kẻ khác loài tu thành chính đạo, có thể chỉ dạy người tu hành. Tần Mục xưa tay, nói, trưởng bối nhà ta đi lạc rồi, ta đang đi tìm họ, không thể ở lại đây được, có thời gian thì về nhà. Linh Nhi rất nhớ người, hai người tạm biệt nhau. Tần Mục đi về hướng âm sai chỉ, lần này hắn không cảm nhận được ánh mắt của Long Kiều Nam nữa chắc cô ta cho rằng không thể giết được hắn nên đành rút lui không biết tiểu như lai và lang cảnh đạo nhân giao chiến sao rồi mặc dù tần mục vẫn nhớ về trận chiến đấu đó nhưng việc tìm trường thôn và mọi người còn gấp hơn hắn ngồi trên đầu long kỳ lân một mạch tiến lên phía trước ma vương đô thiên thì đứng trên lưng long kỳ lân bốn gương mặt nhìn về bốn hướng quan sát động tĩnh xung quanh càng đi vào sâu trong đại khư dị thú càng mạnh bản lĩnh của một số loài dị thú đã không thua kém gì với long kỳ lân và rắn đỏ khổng lồ cũng may phần lớn dị thú đều có lãnh thổ của riêng mình tần mục lớn lên trong đại khư biết cách phân biệt lãnh thổ của dị thú cho nên dọc đường tránh xa lãnh thổ của chúng cũng không gặp phải nguy hiểm gì đi tiếp về phía trước sẽ là đông thiên môn tần mục nhớ lại bản đồ đại khư mà mình từng thấy nơi đó có một nơi được gọi là đông thiên môn ngoại trừ đông thiên môn ra còn có ba nơi khác nữa dùng thiên môn làm tên chính là bốn thiên môn đông tây nam bắc đúng trong lúc này long kỳ lân dừng lại hít hít trong không khí nói có mùi máu tanh gã này là chó không phải long kỳ lân ma vương đô thiên nhủ thầm tần mục hơi giật mình mùi máu tanh đi coi xem long kỳ lân lần theo hướng có mùi máu một lát sau tần mục nhìn thấy một lão đạo nhân đang dựa ở dưới gốc cây thở dốc lăng cảnh đạo nhân tần mục kinh ngạc vội vàng gọi long kỳ lân để hắn dừng bước nói ông ta bố trí cấm chế không được bước vào trong cấm chế lăng cảnh đạo nhân ngẩng đầu nhìn hắn có vẻ kiệt sức thở một hơi liền ho mạnh phun ra một ngụm máu nói, đệ tử kiếm thần đúng là có con mắt hơn người, ta bị thương, để tránh bị dị thú quấy dày nên đã bố trí cấm chế ở xung quanh. Tần Mục nói, đạo nhân, ta có biết chút y thuật, người có cần giúp đỡ không? Lăng cảnh đạo nhân giơ tay, gỡ bỏ cấm chế, muốn đứng dậy nhưng không thể động đậy, thở dốc nói, người lại đây. Tần Mục để Long Kỳ Lân bước lên trước, tới dưới gốc cây sau đó nhảy từ trên đầu Long Kỳ Lân xuống, kiểm tra một lượt vết thương của lăng cảnh đạo nhân, ông ta bị thương khá nặng, chắc là do tiểu như lai gây ra. Quan trọng là lăng cảnh đạo nhân tuổi tác đã cao, cơ thể không được như xưa khiến vết thương có tình trạng nặng thêm, rất khó lành. Tần mục trầm ngâm, lấy lòng tiên ra, giúp ông ta chữa trị ngoại thương, sau đó lại lấy mấy viên linh Phật đan, hồi phục những tổn thương về tinh thần của lăng cảnh đạo nhân. Sau đó tần mục lại lục trong túi thao thiết, hắn có mua một ít dược liệu ở Thái học viện đề phòng khi cần thiết, số lượng không nhiều nhưng cũng đủ dùng để luyện linh đan trị thương cho lăng cảnh đạo nhân. Tần mục lập tức luyện linh đan, động tác thần tốc, xuất thần nhập hóa. Không bao lâu sau đã luyện xong một lô linh đan đưa cho Lăng Cảnh đạo nhân uống, sắc mặt của Lăng Cảnh đạo nhân khá hơn một chút, kinh ngạc nói: "Không ngờ đệ tử kiếm thần y thuật cũng đạt tới trình độ cao như vậy, tiểu đạo hữu, ngươi làm đệ tử của ta có được không? Kẻ thù của ta hơi nhiều, ngươi ở cạnh ta có thể bảo đảm an toàn cho ta." "Ngươi yên tâm, tuy lão kiếm thần rất lợi hại, nhưng thứ ta có thể dạy cho ngươi cũng không hề thua kém." Tần Mục lắc đầu nói: "Ta là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh giáo, không thể gia nhập môn phái của ngươi được." thì ra là ma giáo chủ lăng cảnh đạo nhân gắng gượng đứng đậy sắc mặt nghiêm nghị hành lễ nói ta tưởng vai vế ta cao hơn ngươi không ngờ là sư huynh cùng vai vế lăng cảnh bái kiến ma giáo chủ tần mục vội vàng đáp lễ nói lăng cảnh sư huynh khách sáo rồi vết thương của ngươi mặc dù đã không sao nhưng muốn chữa trị lành các vết thương tiềm ẩn còn cần phải điều trị thêm lăng cảnh đạo nhân cười nói xem ra ta cho người hai đồng phong đô là rất đúng đắn lão kiếm thần còn nợ ta hai đồng phong đô tuy nhiên hắn ta chắc sẽ không trả hắn ta rất cao kiệt, năm xưa còn chặt mất một ngón tay của ta, hắn xòe bàn tay phải ra, nói, ngươi xem, ngón út bàn tay phải của ông ta bị chém đứt, là vết thương do kiếm gây ra, nếu như không phải ngón này bị chém đứt, tiểu như lai like của tiểu lôi âm tự sao có thể khiến ta bị trọng thương, tuy nhiên lần này hắn ta cũng bị thương nặng, hi hi, tên tiểu tử đó không có thần y bên cạnh, tháo chạy về tới tiểu lôi âm tự chắc cũng phải chịu khổ hai ba năm mới có thể lành hẳn, lăng cảnh đạo nhân thở phào, nói, hắn ít tuổi hơn ta, cơ thể tốt, năm xưa là đệ tử của Như Lai tiền nhiệm, là sư huynh đệ với lão Như Lai hiện nay. Như Lai tiền nhiệm trước khi chết chuyển ngôi vị Như Lai cho sư huynh của hắn, hắn ta trong lòng bất bình, cho rằng Như Lai tiền nhiệm không truyền ngôi vị cho hắn là do hắn là yêu tộc, vì thế đã rời khỏi lôi âm tự, xây dựng tiểu lôi âm tự. Đúng rồi, sao ngươi một mình đi vào sâu trong đại khư vậy? Tần mục điều chế mấy loại thuốc, nấu canh thuốc rồi nói, trưởng bối trong thôn ta đi lạc rồi, ta đi tìm họ, trưởng bối trong thôn, lang cảnh đạo nhân ngạc nhiên chính là lão kiếm thần và một số vị trưởng bối khác trong đó có ngọc diện độc vương thần thâu mã vương thần còn có sư tổ thiên ma giáo ta sư huynh có từng gặp họ không làng cảnh đạo nhân kinh ngạc sau đó bật cười ha hả cười đến mức nước mắt giàn giụa vết thương vừa mới kín miệng lại nứt ra khiến ông ta đau đớn suýt xoa lão kiếm thần và sư tổ thiên ma giáo đi lạc hai tên khốn này lại tự đi lạc ông cười không ra hơi tần mục vội vàng nói đừng cười nữa vết thương nứt hết ra rồi sư huynh không nhìn thấy họ sao không, lăng cảnh đạo nhân lắc đầu, tần mục lấy ra hình của mã gia, tư bà bà và mọi người, nói, vậy còn họ thì sao? Lăng cảnh đạo nhân nhìn một lượt, ra chiều ngẫm nghĩ, nói, ta từng nhìn thấy gã thợ rèn sách dương, tốc độ của hắn rất nhanh, bản lĩnh không hề thua kém ta. Khi ta gặp hắn còn từng đọ tốc độ với hắn, hắn không nói lời nào, tính tình rất kỳ quái, một cao thủ như vậy thật hiếm có, nhưng ta chưa từng nghe nói có một cao thủ như vậy. Tần mục tinh thần phấn chấn, người này chính là ông nội câm của thôn ta sư huynh biết ông ta đi về đâu không lăng cảnh đạo nhân nói hắn đi vào một vùng cấm trong đại khư nơi đó rất nguy hiểm là một tuyệt địa trong đại khư ta đuổi theo hắn tới trước tuyệt địa liền dừng bước không theo vào hắn bị câm chả trách ta bắt chuyện với hắn mà hắn chả buồn đáp lời ông nội câm đi tới vùng cấm của đại khư trong lòng tần mục lại lo lắng ngẫm nghĩ nói sư huynh có từng nghe nói tới vô ưu hương không vô ưu hương lăng cảnh đạo nhân lắc đầu chưa nghe nói bao giờ tần mục trầm ngâm một lát Lăng cảnh đạo nhân thường đi lại trong đại khư cho nên biết nhiều bí mật mà người khác không biết, đến ông ta cũng không rõ vô ưu hương ở đâu thì mình chắc chắn rất ít hy vọng tìm được vô ưu hương. Tần mục nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nói, sư huynh, ta có thể yêu cầu huynh một việc không, ta muốn tới thế giới của người chết một chuyến. Lăng cảnh đạo nhân cười nói, việc này đơn giản, đợi tới tối ta sẽ dẫn người đi. Tần mục bình tâm trở lại, giúp ông ta trị thương, khi màn đêm buông xuống, lăng cảnh đạo nhân đã hồi phục bảy tám phần, không còn gì đáng ngại liền dẫn hắn đi vào đại khư trong bóng tối nói thế giới của người chết là lãnh thổ của diêm vương thế giới này rất thần bí chỉ có buổi tối khi hai thế giới chồng lên nhau mới xuất hiện muốn vào thế giới của người chết cần phải có tiền phong đô ta và diêm vương có định ra khế ước sau khi chết không được vào u đô chỉ có thể vào phong đô ông ta nhìn xung quanh lấy ra một chiếc lệnh bài chiếu vào trong bóng tối nói lai lịch của phong đô rất kỳ lạ không có vị trí rõ ràng phiêu giạt trong đại khư tự hình thành một thế giới rất thần bí ta có lệnh bài của phong đô chỉ cần dùng lệnh bài này là có sứ giả phong đô tới đón tiếp đang nói trong bóng tối có một luồng sáng phóng tới từ giữa hai ngọn núi lăng cảnh đạo nhân lập tức dẫn tần mục tới nơi đó luồng sáng đó lúc sáng lúc tối dẫn đường cho họ đi về phía trước chả mấy chốc họ đã đi xuyên qua mấy ngọn núi tới gần luồng ánh sáng kia chỉ thấy luồng ánh sáng đó giống như một con ma chơi lập tức biến mất không thấy tăm hơi trước ngực tần mục ngọc bội phát ra ánh sáng loe từ từ bay lên dẫn đường lăng cảnh đạo nhân dẫn tần mục đi về phía trước giống như đi xuyên qua một tấm chắn vô hình cảnh sắc phía trước đột nhiên thay đổi thế giới của người chết bao la bí hiểm xuất hiện trước mắt họ vô số núi xương trắng xương mù mờ mịt từ xa một chiếc thuyền nhỏ từ từ trôi tới lăng cảnh đạo nhân dẫn đám người tần mục lên thuyền bộ xương trên thuyền chống xào chèo thuyền đi vào trong sương mù rất lâu sau mới tới bến đậu bê đá thế giới của người chết ở phía trước lăng cảnh đạo nhân hiếu kỳ hỏi thiên ma giáo chủ ngươi tới đây làm gì tu vi của ngươi thấp quá cho dù có bán hồn phách của mình phong đô cũng không lấy tần mục tiến về phía trước đi qua thôn trang vẳng vẻ không một bóng người vượt qua ngọn núi trước mặt nhìn con thuyền mặt trăng khổng lồ bắc ngang phía trước phong đô giống như một con cóc khổng lồ các một chiếc thuyền vô cùng to lớn trầm giọng nói ta tới mượn thuyền để đi mượn thuyền để đi lăng cảnh đạo nhân sững sờ tần mục lao nhanh về phía trước không bao lâu hắn nhảy lên không chỉ vài bước đã đứng trên thuyền mặt trăng trước ngực hắn miếng ngọc bội từ nhỏ đeo bên người cũng bay lên phát ra ánh sáng chói lóa ma vương đô thiên nhìn xung quanh trong lòng vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm đây là vật thần tạo sao khách thăm vô ưu hương trên thuyền mặt trăng vô cùng bừa bộn trong không trung tàn tinh hóa thành những cầu lửa nhỏ không ngừng rớt xuống rất nguy hiểm một tiếng nói quái dị vọng tới giọng run rẩy ngươi là người vô ưu hương ngươi tới đây làm gì ta không phải phản đồ ta chỉ bỏ chạy thôi các người chết không trách ta được hì hì không thể trách ta ta chỉ nhút nhát chút thôi tần mục nhìn về phía giọng nói tới đầu thuyền mặt trăng sự mấy cây cột lớn là một gương mặt to trừng vài mẫu dán sát xuống mặt đất sợ hãi nhìn mảnh ngọc bội bay trên ngực tần mục đừng trách ta ta không phản bội người trong tộc gương mặt nó gào lên tần mục do dự một lát thở một hơi khí đục đưa tay chạm vào một cây cột trong số đó lăng cảnh đạo nhân nhíu mày nói ta từng tới nơi này nơi này không có thứ gì khác chỉ có tên điên này những cây cột này ta cũng kiểm tra rồi không có gì bất thường cả đừng đụng vào gương mặt kêu lên tuyệt vọng tay tần mục chạm vào cây cột khổng lồ đột nhiên một luồng sức mạnh khủng khiếp điên cuồng truyền vào người hắn trong cơ thể hắn vọng ra tiếng nổ lốp bốp thân hình mỗi lúc một cao lớn thần lực cuồn cuộn ập tới khiến cơ thể hắn thay đổi một trời một vực hắn cảm thấy xương cốt đang điên cuồng phát triển sau lưng nhanh chóng mọc ra chiếc chân thứ ba đứng vững trên mặt đất dưới nách cũng có xương thịt mọc ra hóa thành mấy cánh tay bùm 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 các cánh tay của tần mục dơ ra túm lấy mấy cây cột khổng lồ xung quanh hắn tất cả như thể nhanh chóng thu nhỏ lại nhưng thực ra những thứ xung quanh không hề thu nhỏ chỉ là hắn trở lên cao hơn to hơn mà thôi trong cơ thể hắn vọng tới những tiếng va chạm bùm bùm thân lực trong thuyền mặt trăng đang cải tạo cơ thể hắn tiếng nổ là tiếng mở các tòa thần tặng chỉ trong chớp mắt các thần tặng lục hợp thất tinh thiên nhân sinh tử đều mở ra hết tiếp theo đó thần tặng thần kiều cũng mở ra một cây thần kiều chạy thẳng tới bờ tần mục bất giác thét lên trong tiếng thét của hắn thuyền mặt trăng khổng lồ từ từ nổi lên vút bay trong không trung đi về phương xa sắc mặt lăng cảnh đạo nhân biến đổi, người liên tục lùi lại phía sau. mà vương đô thiên và long kỳ lân cũng bị khí thế của tần mục ép lùi lại sau, cách xa tần mục hàng ngàn trượng vẫn không thể đứng vững. Dưới chân tần mục, gương mặt người canh giữ mặt trăng cũng bị hai chân hán giẫm lún hẳn vào trong thuyền mặt trăng. Hắn ta vốn dĩ vẫn còn một hơi thở nhưng lại chọn lựa bị dẫm xuống dung hợp hoàn toàn với thuyền mặt trăng, biến thành một bộ phận của con thuyền, thân chết đạo tiêu tan, người canh giữ mặt trăng đã chết, lăng cảnh đạo nhân trong lòng kinh hoàng ông ta không quan tâm tới cái chết của người canh giữ mặt trăng vì người này vốn dĩ là một kẻ điên. Điều ông ta quan tâm chính là da thịt mọc ra trên người tần mục, trong chớp mắt phá vỡ được những ràng buộc của thế giới của người chết, đặt chân vào thế giới của người chết. Cho dù những người như ông ta cũng chỉ còn lại khung xương không chút da thịt. Sau khi tần mục và ông ta tiến vào thế giới của người chết cũng chỉ còn lại bộ khung xương. Long kỳ lân cũng vậy, chỉ có ma vương đô thiên không phải là thân xác thật không thay đổi vậy mà lúc này không những da thịt của tần mục quay trở về mà hình thể còn mỗi lúc một lớn giống như một thiên thần thần quang bao quanh sáng dấp oai vệ bây giờ hắn thay thế mục người giả người canh giữ mặt trăng cuối cùng trở thành người canh giữ mặt trăng mới sức mạnh hắn có được quá mạnh phá hủy giới hạn của thế giới của người chết khiến quy tắc của thế giới này cũng không thể làm gì được hắn dường như đây là một việc không thể thực hiện lăng cảnh đạo nhân từng nhiều lần lên thuyền mặt trăng rồi kiểm tra nhiều lần mọi thứ ở đây những cây cột kia ông ta cũng đã sờ qua vô số lần nhưng không lần nào xuất hiện sự thay đổi kinh người giống như tần mục. Ông ta cho rằng chỉ có những mục nguyệt giả đặc biệt kia mới có năng lực như vậy, hơn nữa còn phải là thể chất đặc biệt trong số các mục nguyệt giả. Cơ thể người là một chiếc lò luyện lớn, mục nguyệt giả bình thường chắc sẽ không thể dung nạp năng lượng đáng sợ của thuyền mặt trăng, chỉ mục nguyệt giả thể chất đặc biệt mới có thể chịu được nguồn sức mạnh lớn tới vậy. Mục nguyệt giả đã không còn, chỉ còn lại ông lão duy nhất trên chiếc thuyền này nhưng cũng đã bị nhấn chìm vào trong thuyền mặt trăng, không tự lo được cho bản thân. Tần mục điều khiển thuyền mặt trăng, nắm giữ sức mạnh trong thuyền, lẽ nào nói hắn là một người giả, hơn nữa là một người giả có thể chất đặc biệt. Tuy nhiên tần mục không phải một người giả, giữ cột khổng lồ đối với người khác bao gồm cả mục nguyệt giả đều là việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn thực hiện lại rất an toàn, cơ thể hắn dường như có thể hoàn toàn chống chọi được với luồng sức mạnh này rồi có thể dùng luồng sức mạnh này cải tạo thân xác và linh hồn. Sức mạnh khủng khiếp quá, tần mục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, sức mạnh trong người hắn đã đạt tới cảnh giới không thể ngờ tới. Trước đây sức mạnh của hắn khi đối mặt với nguồn sức mạnh này giống như một giọt nước trong đại dương bao la, không tạo lên một gợn sóng. Hắn dường như có thể dễ dàng thay trời đổi đất, thay đổi quy tắc của thiên địa, nắm giữ quy tắc thiên địa. Xung quanh tần mục được bao phủ bởi hào quang ánh trăng, từng vòng từng vòng ánh trăng giống như một dòng nước đổ xuống từ đỉnh đầu tới chân, sau đó ngấm vào trong thuyền mặt trăng. Chân hắn đã bắt đầu chìm trong thuyền mặt trăng, bàn chân dung hòa với con thuyền. Đây chính là sự phản phệ của thuyền mặt trăng. Tần Mục từng nhìn thấy kiểu phản vệ này trên người mục nhật giả của thuyền mặt trời. Người canh giữ mặt trời là mục nhật giả, viêm tinh tinh. Mặt trời của thuyền mặt trời lụi tàn, viêm tinh tinh điều khiển thuyền mặt trời, nhận được sức mạnh khủng khiếp của thuyền mặt trời, cũng phải chịu sự phản vệ của thuyền, theo đốt sinh mạng của chính mình, điều khiển thuyền mặt trời càng lâu, càng nhanh chết. Bây giờ vầng trăng khuyết trên thuyền mặt trăng cũng lụi tàn, không còn chút ánh sáng nào, tần mục điều khiển thuyền mặt trăng, mượn sức mạnh của thuyền, cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình hắn phải nhanh chóng hành động, mượn sức mạnh và tốc độ của thuyền mặt trăng để đi vào trong bóng tối, tìm kiếm vô ưu hương, tìm trường thôn và mọi người. Nếu không sẽ mỗi lúc một lún sâu, muốn thoát thân e rằng sẽ phải trả một cái giá không thể chấp nhận được. Lăng cảnh sư huynh, cảm ơn đã giúp đỡ dọc đường đi. Tần mục từ cao nhìn xuống lăng cảnh đạo nhân, giọng nói vang dội giống như sấm rền. Hiện nay ta cần đi tìm trường thôn và mọi người ngay trong đêm. Xin từ biệt tại đây. Lăng cảnh đạo nhân cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng, nhảy từ trên thuyền mặt trăng xuống bay trên không trung. Đạo nhân này giờ đây trong hình hài một bộ xương, đạo bào trên người trở lên rách dưới, gật đầu nói, giáo chủ, xin mời, bùm bùm, thuyền mặt trăng khổng lồ lướt đi, phía đáy thuyền là hình thái con cóc ba chân do ngọn núi đồ sộ hình thành, một bước trôi xa hơn 10 dặm, chỉ trong mấy bước thuyền mặt trăng đã đi khỏi cửa phong đô, kéo theo một vầng trăng khuyết màu đen giữa không trung, tiến về phía thế giới của người chết, lúc này ở phong đô, hàng loại cao thủ hùng mạnh lũ lượt bay tới chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thuyền mặt trăng mỗi lúc một xa những bậc cao thủ phong đô đưa mắt nhìn theo nhưng không đuổi theo thuyền mặt trăng khi xưa vào phong đô diêm vương phong đô không tiếp nặc một nguyệt giả trên thuyền mà chỉ để thuyền dừng ở cánh đồng hoa ngoài thành giờ thuyền mặt trăng rời đi diêm vương hiển nhiên cũng không quan tâm một quái nhân đầu chim mình người vỗ cánh bay tới nói với lang cảnh đạo nhân lang cảnh đạo nhân diêm vương có lời mời lang cảnh đạo nhận vội vàng cùng hán tiến vào phong đô bước tới diêm la điện lúc này xung quanh người tần mục hào quang vạn trượng giống như một thiên thần được làm từ ánh trăng hắn điều khiển thuyền mặt trăng tiến vào thế giới của người chết con thuyền khổng lồ xuyên qua sương mù tiến vào đại khư của bóng tối hắn cảm thấy sức mạnh vô biên tràn ngập trong cơ thể mình các thần tạng trong người đều mở hết bất luận là linh thai hay ngũ diệu lục hợp thất tinh thiên nhân sinh tử thần kiều đều bị sức mạnh đó lấp đầy hơn nữa vẫn còn sức mạnh khủng khiếp hơn từ trong thuyền truyền tới trong thuyền mặt trăng có cất giữ trận pháp vô cùng phức tạp khi bàn tay hắn chạm vào cột thuyền trận pháp liền khởi động năng lượng vô biên truyền vào người đồng thời cải tạo cơ thể hồn phách linh thai của hắn khiến cảnh giới của hắn vượt thẳng tới thần kiều đạt tới một cảnh giới không thể ngờ tới cảnh giới của thiên thần thật khó có thể tưởng tượng ra nếu như là thuyền mặt trăng hoàn thiện nguồn sức mạnh này đạt tới cảnh giới nào vô ưu hương trưởng thôn ta tới đây thuyền mặt trăng khổng lồ lướt đi vun vút trong bóng tối núi non xung quanh nhanh chóng lùi lại sau ngọc bội trên cổ tần mục cũng biến to lên bay trong màn đêm chỉ về phía xa trong bóng tối. Đột nhiên, mảnh ngọc bội đó rời khỏi cổ hắn bay về phía xa. Tần Mục điều khiển thuyền mặt trăng tăng tốc độ đuổi theo miếng ngọc bội đang bay vút đi trong bóng tối. Thuyền di chuyển, đè nén không gian, xung quanh thuyền sấm vang chớp giật, không ngừng xé toạc bóng tối, chấn động đất trời. Trên bầu trời của thuyền mặt trăng, mặt trăng vỡ nát không ngừng có đá khổng lồ rơi xuống, lướt qua không trung, để lại vô vàn luồng lửa rơi xuống đại khư trong bóng tối. Sao băng rơi suốt dọc đường đi của thuyền mặt trăng, khiến xung quanh thuyền khói lửa nghi ngút vô cùng lóa mắt trên boong tàu có hàng ngàn hàng vạn cung điện số lượng nhiều vô kể đây chính là nơi mục nguyệt giả sinh sống tuy nhiên đáng tiếc là nơi này từng trải qua một trận đại chiến mục nguyệt giả đã không còn mục nguyệt giả cuối cùng chính là người canh giữ mặt trăng vì tần mục trở thành người canh giữ mặt trăng mới nên hắn đã bị thuyền mặt trăng thôn vệ mà vương đô thiên và long kỳ lân liền nấp vào một cung điện chưa bị sụp đổ để tránh khí thế thiên thần kinh thiên động địa của tần mục long kỳ lân bị đưa qua đưa lại chẳng mấy chốc nhắm mắt nằm ngủ chỉ có ma vương đô thiên là không hề có cảm giác buồn ngủ hắn nhìn ra ngoài từ cửa sổ cung điện hắn nhìn thấy tần mục cao lớn đứng sừng sững giữa vô vàn những cây cột khổng lồ sức mạnh của tần mục đã thực hóa những vòng hào quang ánh trăng không ngừng chiếu xuống chính là sức mạnh thực hóa có uy lực vô cùng khủng khiếp thế giới này không hề thấp kém như ta nghĩ tạo vật chư thần loại này cần thần thông đạo pháp cực kỳ cao thâm không phải nền văn minh thông thường có thể tạo ra được ánh mắt ma vương đô thiên sâu xa khó đoán trong lòng vô cùng băn khoăn Ta thực sự sẽ xâm lược thế giới này sao? Thứ ta sợ không phải là trình độ nền văn minh của thế giới này đạt được mà là thứ phá hủy đi nền văn minh này. Trong bóng tối của đại khư không biết có bao nhiêu ma quái bị kinh động bởi con thuyền khổng lồ này, lũ lượt chạy ra, những ma quái thân hình to lớn nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với thuyền mặt trăng, giống như một đàn kiến, tốc độ cũng rất chậm. Thuyền mặt trăng cứ thế đi thẳng qua, có thể nghe được tiếng dẫm đạp lách tách trong tiếng sấm sét rền vang, không biết có bao nhiêu sinh vật thần bí trong bóng tối bị nghiền nát mà biến thành một đống bùn nhão còn có không biết bao nhiêu ma vật lao về phía thuyền mặt trăng ù ù cả cà gào lên bằng mang ngữ một số ma vật còn cố gắng trèo lên thuyền đang chạy nhưng lập tức liền bị sấm sét tạo ra khi thuyền di chuyển đánh chết xác rơi xuống như mưa khương khẳng nạp vũ tiếng phạn thuyền mặt trăng trong bóng tối luồng khi đáng sợ lan tỏa một bóng đen mỗi lúc một lớn cánh như mây bay từ bóng tối ra bay lên tầng sấm chớp do thuyền mặt trăng hình thành mang theo ma vân cuồn cuộn vào thuyền trong ma vân ma vật khổng lồ thò đổ ra từ trong tầng mây chín cái đầu mồm phun ma hỏa tấn công tần mục đứng giữa các cột trụ ngọn lửa bùng bùng chiếu sáng bóng tối ma vật khổng lồ lăn lộn trong ma vân giống như mình gà lại có phần giống dao long giống như một loại quái vật do hai loài sinh vật kia dung hợp tạo thành già lâu la ma vương đô thiên kinh ngạc kêu lên ánh trăng bao phủ xung quanh tần mục chặn đứng ma hỏa ở bên ngoài đột nhiên giữa ấn đường của hắn xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm vầng trăng này dần dần biến thành trăng tròn giống như một cánh cửa đang mở ra chả mấy chốc ấn đường của hắn xuất hiện một vầng trăng tròn đó không phải là một vầng trăng mà là một con mắt phát ra ánh sáng giống như ánh trăng phụt ánh sáng chói lóa vút qua bầu trời chặt đôi bóng tối chặt đôi ma hỏa khắp trời trên không trung hàng loạt đầu gà rơi xuống không nhiều không ít vừa đủ chín đầu phía sau đầu gà là cái cổ đang cọ quậy giống như dao long máu phun ra xối xả bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim vầng trăng tròn trên trán tần mục từ từ khép lại lại biến thành một vầng trăng lưỡi liềm cuối cùng vầng trăng lưỡi liềm cũng biến mất ma vương đô thiên ngậm miệng lại không nói lời gì sau khi tên tiểu tử này thả ta đi ta tuyệt đối không xâm lược thế giới biến thái này thuyền mặt trăng tiếp tục đi vẫn không ngừng có ma vật lao về phía thuyền đột nhiên trong bóng tối vọng tới một tiếng gầm vang dội vô số ma vật đột ngột rút lui biến mất trong bóng tối mảnh ngọc bội của tần mục bay trước mũi tàu nhìn vô cùng nhỏ bé giống như một hạt bụi đột nhiên keng một tiếng ngọc bội giống như va vào một tấm mảng trán vô hình rồi gắn chặt trên đó tấm màng chắn nhìn qua trống trơn không có bất cứ thứ gì tấm màng chắn đó giống như một màn nước dựng đứng giữa đất trời nhẹ nhàng lan tỏa gợn sóng tản ra xung quanh từ vị trí miếng ngọc bội mỗi lúc một lớn giữa gợn sóng một thế giới khác từ từ để lộ ra một góc hùng vĩ bao la vô ưu hương trên thuyền mặt trăng hùng vĩ giữa đám cột khổng lồ sáu cánh tay của tần mục mở rộng nắm lấy một số cột giống như một người khổng lồ đang chịu phạt đang quan sát thế giới xuất hiện trước mặt hắn sau lưng hắn trăng khuyết bay lên không trung thi thoảng lại có sao băng rơi xuống đập vào xung quanh thuyền mặt trăng chiếu sáng bóng tối đen kịt phía sau ánh sáng là ma quái hỗn loạn nhốn nháo xôn xao vô cùng náo nhiệt còn trước mặt hắn là một chốn bồng lai không cho bóng tối xâm nhập cách biệt với thế giới bên ngoài yên tĩnh thần bí tràn ngập những điều chưa được biết tới thật khó có thể tưởng tượng rằng trong đại khư lại có một vùng đất yên bình tới vậy phía trước là một cánh rừng bao la núi non trùng điệp không ngớt xa hơn nữa mặt đất đột ngột đứt gãy giống như bị ai đó khoét đi cách xa muôn trùng mây núi là một tòa thành trì sừng sững giữa không trung giống như nơi sinh sống của các tiền nhân xung quanh có ánh mây vàng rực rỡ một vầng mặt trời tỏa sáng trên không cung điện cao vút tầng mây trên tầng mây có những ngọn núi trôi nổi để lộ ra những đỉnh núi vàng lấp lánh sâu trong tầng mây còn có những bức tượng thần nguy nga giống như những vị hoàng đế đang canh giữ lãnh thổ của mình máy móc khổng lồ bay trên không trung cách mặt đất hàng ngàn trượng chuyển động nhẹ nhàng vô số các loại trận pháp được khắc ấn trong huyền thiết huyền kim tạo thành những máy móc thiết bị khổng lồ vô cùng phức tạp, sức mạnh hóa thành thực chất, trở thành các luồng ánh sáng, nối liền với thành trì, nối liền với bầu trời. Nhưng, mọi thứ đã bị phá hủy, tần mục kinh ngạc, trước mà hắn chính là vô ưu hương bị phá hủy, tòa thành nguy nga trắng lệ trên trời đã sụp đổ, cung điện chọc trời vỡ nát, những ngọn núi trôi nổi trên không trung cũng vụn nát, vô và những mảnh đá lớn bé đang trôi giạt va và chạm vào nhau trong mây tượng thần oai nghiêm cũng bị sức mạnh đáng sợ hủy hoại mất chân thiếu tay nghiêng ngả siêu vẹo giữa vầng mặt trời trên không là một điểm đen lớn đã nuốt hết nửa mặt trời chỉ còn lại một lớp ánh sáng màu vàng xung quanh mặt trời giống như một chiếc vòng vàng thành trì trên mây đã biến thành một đống đổ nát máy móc khổng lồ sừng sững trong tầng mây cũng đã bị hủy hoại linh kiện rơi rớt khắp xung quanh các cỗ máy móc còn có một số máy móc cỡ lớn vẫn đang hoạt động duy trì màng chán của vô ưu hương phía trước thuyền mặt trăng không xa một tấm biển khổng lồ cắm nghiêng trong rừng cây giống như một tấm bia sụp đổ bên trên có viết hai chữ tiêu bảo biển đã gãy trong lòng tần mục bất giác nảy sinh cảm giác bi ai cảm giác này nhanh chóng mạnh lên lấp đầy trong nội tâm hắn thế giới này không còn vô ưu hương nữa vĩnh viễn không còn nơi gọi là vô ưu hương nữa rồi người khổng lồ đứng trên thuyền mặt trăng nắm chặt lấy những cây cột lớn giống như đang gắng gượng chịu đựng hình phạt của ông trời hắn cúi đầu quỳ xuống nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất cứng chắc quê hương khiến hắn ngày đêm mong nhớ đã bị hủy hoại không còn tồn tại nữa rồi tìm kiếm trong thời gian dài hàng đêm mơ về dáng vẻ quê hương người thân trong nhà hàng xóm láng giếng, bạn bè thân hữu, tất cả sụp đổ tan tành cùng với sự xuất hiện của thế giới trước mắt. Tất cả giống như một bức tranh trên cát, gió thổi qua sẽ hóa thành cát bụi bay đi. Giờ hắn đã không còn nhà, không có người mẹ mong ngóng con trở về, không có người cha nghiêm khắc trong tưởng tượng. Mộng đã tỉnh, hắn vẫn là một đứa trẻ mồ côi được những người già nua, ốm yếu nuôi dưỡng. Quê hương của hắn đã bị phá hủy. Ma vương đô thiên ngẩng đầu nhìn người khổng lồ quỳ gối ở phía xa qua song cửa. Người khổng lồ giống như được bao phủ trong ánh trăng thơ mộng, cúi gằm đầu, chỉ thấy đôi vai hắn đang run rẩy. Khoảnh khắc này, Ma Vương Đô Thiên cũng thấy đồng cảm với hắn. Khi thế giới Đô Thiên của hắn bị hủy diệt, hắn cũng buồn bã, đau đớn, xót xa, không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân giống như vậy. Hắn khóc than, oán thán trời đất, hắn nổi giận đùng đùng ra tay với âm sai của U Đô, muốn cứu lại tính mạng của người trong tộc. Hắn bị đánh gục không biết bao nhiêu lần, thương tích đầy mình, linh hồn tàn tạ. Cuối cùng hắn khuất phục, khuất phục trước vận mệnh, hắn nhìn thấy bóng dáng của mình trên người tần mục, bóng dáng mình khi còn trẻ, một kẻ sắp bị hạ gục, sắp phải khuất phục trước vận mệnh, người yếu mềm thường để vụt mất thứ quan trọng, người với người gặp mặt giống cuồng điên, gần bùn nạn đất không nhận ra ánh sáng châu ngọc, mưa dập gió vùi sẽ dần khiến lòng người khiếp đảm. Quê hương nơi đâu? Quê hương nơi đâu? Tần Mục từ từ ngẩng đầu dậy, ánh mắt bình thản, mắt hắn giống như một vầng trăng sáng phát ra ánh sáng thánh khiết, khi hắn nhắm mắt lại, ánh sáng đó biến mất, mở mắt ra lại giống như hai vầng trăng sáng, hắn đứng trên thuyền mặt trăng, lồng ngực phập phồng muôn vàn tâm tư mãi không thể lóng xuống lần này ta tới đây không phải để tìm vô ưu hương ta tới tìm trưởng thôn bà bà và mọi người bà bà và mọi người chính là người thân của ta thôn tàn lão chính là quê hương của ta chính là vô ưu hương trong trái tim ta thần mục bình tâm trở lại đôi mắt nhìn xung quanh đột nhiên hắn nhìn thấy mấy bức tượng đá đặt gần bằng chắn cho dù là các đấng cảnh giới thông thần cũng rất khó đi lại trong bóng tối của đại khư trừ khi cõng theo tượng thần mà tượng thần thì rất nặng phải những cao thủ cấp giáo chủ mới có thể cõng được mà cho dù cõng được cũng rất khó di chuyển mấy bức tượng đá này chắc là có người dùng đại pháp lực để vận chuyển tới đây để đẩy lối bóng tối sau khi vào vô ưu hương tượng đá liền được để lại đây tần mục nghĩ ngợi một lát trưởng thôn có thể dẫn theo dược sư đi trong bóng tối ông ấy có thể đối phó với những thứ kỳ dị trong bóng tối ông nội cầm chắc cũng có cách để chống lại bóng tối mã gia ông nội què đồ tể ông nội mù chắc phải cần tới tượng đá mới có thể đi lại trong bóng tối cơ thể của mã gia ông nội què đồ tể đã hoàn toàn hồi phục hoàn chỉnh vác tượng thần có thể đi được khoảng cách xa hơn thực lực của ông nội điếc mạnh tới mức nào không ai biết được nhưng tranh của ông ta có năng lực khó đoán quốc sư duyên khang chính là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ông ấy lấy việc sưu tầm tranh của ông làm vinh hạnh còn trong người tư bà bà có ẩn náo giáo chủ tiền nhiệm lệ thiên hành chắc có thể chuyển được tượng thần những tượng đá này chắc là họ để lại nói như vậy họ đều đã tìm tới đây họ vào nơi này bị nhốt lại cho nên không thể về thôn ăn tết sao tần mục mở mắt quan sát bốn phương sức mạnh hùng hậu truyền vào trong đôi mắt cửu trùng thiên khai nhãn pháp ông nội mù truyền dạy cho hắn được hắn phát động tới mức cao nhất ta tới rồi trưởng thôn bà bà ta sẽ dẫn mọi người về nhà ăn tết hắn không bước ngay vào vô ưu hương mà quan sát động tĩnh của vô ưu hương trước trưởng thôn và mọi người hùng mạnh như thế nếu như họ thực sự bước vào vô ưu hương vậy thì nơi này tuyệt đối không yên bình như bề mặt bên trong nhất định có rất nhiều nguy hiểm mới có thể nhốt bọn họ lại cho dù có thuyền mặt trăng cũng không thể bảo đảm sự an toàn cho tần mục nói không chừng còn có nguy hiểm Tần Mục nhìn về phía khu rừng trước vô yêu hương, hắn nhìn thấy dấu tích trưởng thôn và mọi người để lại, các bậc thần thông như trưởng thôn, ông nội cầm có bản lĩnh thông thiên, thần thông của họ có thể gây ra những phá hoại khủng khiếp. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, Tần Mục nhìn thấy những dấu tích chiến đấu mà họ để lại nhưng sức phá hoại thì không lớn. Ánh mắt Tần Mục tìm kiếm theo dấu tích, nhìn thấy mấy di tích trong rừng, đường trưởng thôn và mọi người đi là tiến lên men theo những di tích này. Họ đi đường này vì đây là con đường sống sót duy nhất có thể dẫn vào vu ưu cốc, ngoài con đường này ra tất cả đều là vùng cấm tần mục dùng cửu trùng thiên thần nhãn để nhìn chỉ có thể nhìn thấy trong rừng thấp thoáng một vài tia sáng vô cùng nguy hiểm còn cấm chế ở nơi này rốt cuộc là gì thì hắn không thể nhìn thấy được những cấm chế này rất nguy hiểm bởi vậy men theo di tích để đi ngược lại sẽ an toàn hơn nhiều tần mục tiếp tục chú tâm quan sát lúc này hắn nhìn thấy mấy tia sáng yếu ớt phát ra từ trong di tích cách nơi này chừng hơn 300 dặm nhưng cách đầu bìa rừng đã không còn xa tần mục phóng nguyên khí đi gỡ miếng ngọc bụi trên màng chắn xuống, điều khiển thuyền mặt trăng tiếp tục tiến bước vào trong màng chắn. Bùm, một chấn động khẽ truyền tới, hắn dường như đã bước từ một thế giới này vào một thế giới khác. Mà phía sau, đại khư bị bóng tối bao phủ lập tức biến mất không để lại dấu vết nào. Tần Mục quay đầu nhìn lại phía sau thì không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng trong lúc này hắn đột nhiên nghe thấy những chàng cười quái dị vang lên, trên thuyền mặt trăng có vô số ma vật bám vào thân thuyền đang tung người bay lên, nhảy xuống khỏi thuyền, giống như thủy triều tràn vào trong rừng một ma thần bay lên không trung, hai đầu năm đuôi, có tám chiếc chân dài, bàn chân giống như bàn tay, lao nhanh vun vút trong không trung, kêu lên thất thanh, giết, ma vương đô thiên giật này mình, không thể ngờ rằng lại có nhiều ma vật lợi dụng bóng tối lèn lên thuyền tới vậy, ma thần quay đầu lại, nhìn tần mục trên thuyền cười hì hì, nói, tìm kiếm mãi không thấy đâu, giờ không tốn chút hơi sức nào thì gặp được, chúng ta đã muốn vào vô yêu hương rất lâu rồi, cảm ơn người đã dẫn đường ma thần này chính là ma thần mà tần mục và trường thôn gặp phải khi vào thế giới của người chết trước đây sau khi gặp thuyền mặt trời ở tương long thành cũng chính là ma thần này dụ dỗ tần mục trong bóng tối định dụ hắn vào bóng tối và bắt đi rõ ràng ma thần này sớm đã ẩn nấp trên thuyền mặt trăng để đợi thời cơ À ta dường như đã biết trước được rằng tần mục nhất định sẽ vào lại thế giới của người chết tới mượn thuyền mặt trăng để vào vô ưu hương và hiện tại à ta đã thành công các con chiếm lĩnh trốn bồng lai cuối cùng này từ nay về sau thế giới này sẽ thuộc về chúng ta, ma thần đó gào lên, dẫn theo vô số ma vật nhau về phía bên kia khu rừng. Tần mục sắc mặt thản nhiên, ánh mắt nhìn theo đám thiên ma kia. Đột nhiên trong rừng có một luồng chấn động kỳ lạ truyền tới, hàng vạn thiên ma lao vào trong rừng lập tức rừng thịt tan chảy, chỉ còn lại một lớp da, gió thời qua liền hóa thành cho bụi bay đi. Ma thần kia cũng bay lên bầu trời khu rừng, nhưng ngay lập tức phải lao ra khỏi rừng, kêu lên thất thanh, tát ba la mật, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện nuốt chửng ma thần đó. Tần Mục từng nhìn thấy hiện tượng này, khi giao chiến với trưởng thôn, ma thần đó tạo ra không gian bì ngạn, kéo trưởng thôn vào trong không gian bì ngạn mà ả à ta tạo ra hòng nhốt trưởng thôn lại, nhưng không ngờ lại rơi luôn vào đó cùng trưởng thôn. Bây giờ ả à ta lại sử dụng thủ đoạn này, không phải để nhốt người khác mà là để tự mình vào bì ngạn tránh nguy hiểm trong rừng. Vào lúc này, một ngọn lửa trong rừng bùng lên, một luồng sáng trong ngọn lửa chiếu ra, phóng vào sâu trong không gian, giữa không trung, một dòng máu tươi chảy ra, tiếp theo đó là xác ma thần kia xuất hiện rớt xuống khu rừng sau đó hóa thành cho bụi trên thuyền mặt trăng ma vương đô thiên im như hến toàn thân lạnh toát thế giới quái quỷ sao lại phải nguy hiểm vậy cơ chứ ánh trăng trong trẻo trong mắt tần mục bay bồng như mây khói âm thanh rầm rầm vang dội hắn lẩm bẩm cái chết của các ngươi đã xác thực suy nghĩ của ta vùng cấm này không phải dùng để đề phòng kẻ địch bên ngoài mà là để đề phòng người vô ưu hương đi ra là vùng cấm mà kẻ phá hủy đại khư để lại ma vương đô thiên giữ người khi nghe thấy giọng tần mục lập tức hiểu ra ý của hắn vùng rừng cấm này không phải để đề phòng kẻ địch bên ngoài mà là để đề phòng người trong vô yêu hương rời khỏi nếu như để đề phòng kẻ địch bên ngoài thì chỉ kẻ định xông vào mới sẽ bị vùng cấm tấn công còn vùng cấm này bất luận là người định đi vào hay kẻ định đi ra đều sẽ bị vùng cấm tiêu diệt không thương tiếc những di tích kia chắc là con đường mà người dân trong vô yêu hương mở ra để thoát khỏi vô yêu hương chứ không phải là một con đường hình thành tự nhiên đúng là kẻ có thể nhanh chóng nhìn ra vấn đề người thường chắc sẽ không nghĩ tới vấn đề này kẻ dạy dỗ ra tên tiểu tử này chắc hẳn vô cùng gian xảo là một tên vô cùng gian manh ma vương đô thiên không khỏi dùng mình chắc rằng đám thiên ma bám trên thuyền mặt trăng không qua mắt được tần mục chỉ là hắn không nói ra mục đích của hắn chính là để bọn chúng dò đường trước thiếu niên lạnh lùng tàn nhẫn xảo quyệt như vậy sư phụ của hắn đương nhiên cũng là một tên gian manh ác bá ma vương đô thiên quan sát vùng cấm nghĩ thầm trong bụng chỉ dựa vào thuyền mặt trăng chắc chắn không thể đặt chân vào vùng cấm này thuyền mặt trăng quá lớn liều lĩnh sông vào chắc chắn sẽ động chạm vào vùng cấm vùng cấm có thể dễ dàng hủy diệt nữ ma thần kia như vậy, muốn hủy diệt thuyền mặt trăng cũng sẽ chẳng có khó khăn gì. Hắn vừa nghĩ tới đây thì thấy thuyền mặt trăng rung chuyển, thuyền ba chân khổng lồ từ từ hạ xuống, tiếp theo đó là một cú rung mạnh truyền tới, thuyền tiếp đất, không nhúc nhích nữa. Ma vương đô thiên lập tức cảm nhận được hơi khí hùng mạnh như thiên thần của tần mục đang phát tán. Lúc này hắn mới thở phào, nếu như tần mục liều lĩnh điều khiển thuyền mặt trăng sông vào vùng cấm này thì ngay cả hắn cũng sẽ bị vùng cấm tiêu diệt. Cho dù tần mục nhìn thấy vô ưu hương bị hủy hoại nhưng vẫn giữ được lý trí, khiến hắn rất kinh ngạc. Ma vương đô thiên giơ chân đá Long Kỳ Lân đánh thức nó dậy rồi bước ra ngoài. Long Kỳ Lân lắc lư cái đầu rồi đi theo sau lưng hắn ta, giọng ồm ồm, đóng sát, tới đâu rồi? Ma vương đô thiên giận dữ, ngươi ngủ suốt đường đi, hỏi ta mà không biết ngại à? Long Kỳ Lân cười nói, ngươi cũng không biết đã tới đâu sao, chắc ngươi cũng ngủ suốt dọc đường, giữa mấy cây cột khổng lồ của thuyền mặt trăng, cơ thể thần mục khôi phục lại như ban đầu. Hắn đang rút lại đôi chân bị nhấn chìm trong lòng thuyền, con thuyền lớn nối liền với hai chân hắn, vừa rồi cơ thể tần mục vô cùng to lớn, bây giờ cơ thể thu nhỏ lại, hắn để lại dấu chân khổng lồ, dấu chân đang tự động khép lại, cho hắn cơ hội rút hai chân ra, tần mục đứng dậy thì lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, vô cùng yếu ớt, các thần tạng được sức mạnh của thuyền mặt trăng mở ra trong cơ thể cũng lần lượt đóng lại, chỉ còn lại hai thần tạng linh thai và ngũ diệu vẫn mở, sức mạnh lớn lao của con thuyền truyền vào trong cơ thể hắn hắn muốn điều khiển nguồn sức mạnh này nhất định phải trả giá là tổn hao lực sinh mệnh của bản thân viêm tinh tinh vẫn sống trên thuyền mặt trời sinh mệnh bị hao tổn nhiều hơn ta rất nhiều thật khổ cho nàng ta thần mục thở hai hơi uống một ít linh đan để bồi bổ, bổ cơ thể đứng dậy nói ma vương long mập chúng ta cùng vào vùng cấm này ma vương đô thiên thở một hơi thở đục nói ngươi định mượn kiến thức học vấn của ta để tìm kiếm may mắn né tránh tai họa tìm tên ác bá trong thôn các ngươi tần mục gật đầu nói ngươi là ma vương của thế giới đô thiên vua của ma thần trí tuệ cao minh hơn ta rất nhiều chỉ có ngươi mới có thể dẫn ta vào ma vương đô thiên cười ha hả cao ngạo nói không sai chỉ có ta mới có thể dẫn ngươi bình an đi vào rồi lại đi ra ngươi hãy mau liếm chân ta mặt tần mục biến sắc ma vương đô thiên vội vàng đổi giọng cười xòa nói ta đùa thôi coi ngươi sợ kìa ta sẽ dẫn ngươi vào rồi lại dẫn ngươi ra ngươi phải thả ta ra như đã hẹn trước ngươi đồng ý rồi đấy tần mục cười nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không nuốt lời ta có thể ký kết quy ước thổ bá với ngươi ma vương đô thiên lắc đầu nói không cần nếu như ký kết quy ước thổ bá ta sẽ không tin ngươi nữa chắc chắn ngươi lại gài hàng ta tần mục cười nhạt hai tiếng trong lòng nghĩ thầm đô thiên ma vương đúng là tri kỷ của ta ta và hắn chỉ hứa miệng ta thậm chí còn ngại gài hàng hắn ông nội què nói rất đúng ta quá lương thiện hắn nhảy lên lưng long kỳ lân ma vương đô thiên cũng nhảy lên theo chân long kỳ lân phóng ra hỏa vân đạc hỏa vân từ từ hạ xuống không bao lâu sau đã hạ xuống mép vùng cấm ma vương đô thiên vô cùng căng thẳng miệng phun ra mấy chiếc bánh răng nói chỗ này mặc dù có một con đường sống nhưng con đường sống này được mở từ trong ra ngoài men theo con đường sống này đi từ trong ra ngoài sẽ không có mấy nguy hiểm nếu là đi vào sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm người đi theo ta đừng đi sai động tới vùng cấm chúng ta sẽ chết chắc tần mục vội vàng đi theo mở lồng ngực hắn ra điều chỉnh bánh răng trong lồng ngực thêm mấy linh kiện vào nhắc nhở hắn ma vương ngươi đừng hỏng giờ trò, nếu không ngươi cũng sẽ bị nhốt lại. Ma vương đô thiên bực dọc nói, ngươi yên tâm, ta hiểu, mau đi theo. Tần mục đi theo hắn về phía trước, bốn gương mặt 12 con mắt của ma vương đô thiên quan sát xung quanh, bốn cái miệng liên tục lẩm bẩm, nhìn thấu những nguy hiểm của vùng cấm rồi tiến hành suy diễn, phán đoán. Tần mục còn nhìn thấy ma vương đô thiên dùng ma khí của mình thi triển phương pháp tính toán không gian, vô số phủ văn, con số ba chiều nhảy nhót trong không gian, tạo ra những phép tính vô cùng phức tạp. Ma vương, trình độ toán thuật của ngươi thực sự rất cao siêu tần mục kinh ngạc nói ma vương đô thiên hậm ngược nói phí lời không học giỏi toán thuật thì hàng loạt thần thông chỉ có thể học được lớp vỏ bên ngoài chứ không thể học được điều cốt lõi bên trong có thể dạy cho ta được không tần mục vô cùng hào hứng nói ta có một cuốn thái huyền toán kinh tới nay vẫn chưa từng nghiên cứu hết được thái huyền toán kinh dùng hệ bát phân quái tượng bát quái đại diện cho một hai ba bốn năm sáu bảy tám rất phức tạp đô thiên ma vương kinh ngạc toán kinh hệ bát phân người cần dùng hình bát quái để tính toán càn khôn tốn chấn khảm ly cấn đoài nếu như dùng số để thay thế tính toán rất phiền phức nhưng dùng hình bát quái để làm bàn tính để diễn giải sự thay đổi của nó thì dễ hơn nhiều sau này rồi nói giờ đừng nói gì với ta nhỡ tính toán sai thì chết cả lũ trình độ thuật số của ma vương đô thiên không phải cực cao mà là uyên thâm khó lường hắn chỉ tùy ý nói một câu cũng khiến tần mục đột nhiên có cảm giác lĩnh hội mấy ngày nay hắn nghiên cứu thái huyền toán kinh nhưng gặt hái không được nhiều thái huyền toán kinh quá huyền bí khi tính toán vô cùng phức tạp nhưng dùng hình bát quái để làm bàn tính thì sẽ là một công cụ tính toán vô cùng tinh xào rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng trong thái huyền toán kinh không chỉ có hệ bát phân bát quái còn có hệ nhị phân âm dương hệ tứ phân tứ tượng tần mục học một hiểu mười rất nhiều lý luận toán học trong thái huyền toán kinh đều là các phương pháp tính toán nhưng không liệt kê ra công cụ tính toán giờ được ma vương đô thiên gợi ý đơn giản cuối cùng hắn cũng có thể lĩnh ngộ được thái huyền toán kinh Muốn lĩnh ngộ hoàn toàn Thái Huyền Toán Kinh thì cần một trận pháp tính toán, Thái Cực Tứ Tượng bắt quái đồ, Tần Mục lấy Thái Huyền Toán Kinh ra, đọc qua một lượt, nguyên khí hóa thành âm dương tứ tượng ở trước mặt, sau đó kết thành phù văn bát quái, bài trước mặt hắn, Tần Mục đưa tay ra kéo, hình Thái Cực Tứ Tượng bắt quái đồ này liền sao chép ra 49 phần, âm dương xoay chuyển, tứ tượng vận hành, bắt quái biến hóa, thì ra thuật tính đại diễn trong Thái Huyền Toán Kinh là như vậy, Tần Mục nhìn theo sự thay đổi của bản đồ trước mặt, trong đầu tự động truyền thành số tẩm bẩm nói đừng phân tâm gương mặt sau lưng ma vương đô thiên giận dữ quát hắn tần mục vội vàng xua tan bắt quái đổ dọc đường đi có ma vương đô thiên đi cùng cũng coi như bình an vô sự ma vương đô thiên là chúa tể của thế giới đô thiên kiến thức vượt xa so với tần mục cho dù không có năng lực phá giải cấm chế của vùng cấm nhưng muốn né tránh cấm chế thì không khó cùng với việc cấm chế trên đường bị phá giải từ trong ra ngoài một lượt hơn nữa trước đó có trưởng thôn và mọi người phá hủy nên dọc đường đi không có nguy hiểm gì cứ thế, bọn họ tới được di tích đầu tiên, tần mục dừng bước, nơi này là một thôn trang, trong thôn chỉ có bốn hộ gia đình, nổi nhiêu bát đĩa bếp lúc đều còn nguyên, chỉ là không còn ai sinh sống. Tần mục nhìn thấy trong thôn có 11 phần mộ, không có bài vị, mộ đất không lớn, không biết ở trong chôn cất ai, nơi này an toàn, ma vương đô thiên nói, tần mục bước vào trong thôn, quan sát xung quanh, đột nhiên tim run rẩy hắn nhìn thấy một chiếc nôi trong một gia đình, còn có một con ngựa gỗ trên giường có một vài bộ đồ trẻ sơ sinh, rất nhỏ bé. Trước ngực một chiếc áo trong số đó có theo một chữ tần, tần mục lấy ngọc bội ra, trên ngọc bội cũng có một chữ tần. Thiếu niên nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở ra, trong mắt không có nước mắt vì nước mắt vốn dĩ đã khô hết. Đây là nhà ta sao? Hắn bước tới bếp, nhìn chiếc nồi treo trên tường, chén bát úp trên bếp, hắn muốn tìm thêm những thứ khác, tìm kiếm thêm thông tin nhưng không có thêm manh mối nào nữa. Hắn tới trước cửa, đột nhiên dừng bước, lặng lẽ đứng ở đó trên cánh cửa có dán chữ hỉ ở đây không có mưa gió nhưng mười mấy năm trôi qua nét chữ đã trở nên mờ nhạt chữ hỉ cho thấy trong nhà có người thành thân thành thân trong vùng cấm và con ngựa gỗ trong sân chắc là chủ nhân của căn nhà này chuẩn bị cho đứa con chưa kịp chào đời của mình những bộ đồ bé nhỏ kia cũng là khâu cho đứa bé đó đi thôi ma vương đô thiên hối thúc xong việc này ta cũng về thôi cái thế giới khốn kiếp này của các người ta không muốn ở lại thêm ngày nào nữa tần mục lấy lại tinh thần tiếp tục đi theo hắn vào sâu trong vùng cấm sau hai canh giờ họ tới được một di tích khác. Đây là một thị trấn nhỏ, trong thị trấn có hơn 100 hộ gia đình, bên ngoài trấn có hàng loạt phần mộ. Tần Mục đi lại xung quanh, nhìn thấy ở đây còn có trường học, chắc là có một số thiếu niên tới đây học kiến thức. Nơi đây chắc từng rất náo nhiệt, người qua kể lại, cho dù phải đối mặt với vùng cấm vô cùng nguy hiểm nhưng ở đây vẫn tràn ngập sức sống. Tuy nhiên tới thôn trang tiếp theo thì chỉ còn lại bốn hộ gia đình, họ tiếp tục đi sâu hơn nữa. Di tích thứ ba là một thành trấn, từng mảnh linh bảo khổng lồ nằm ngổn ngang khắp mọi nơi nếu như để ở duyên khang quốc chắc chắn sẽ là vô cùng giàu có tuy nhiên ở đây chúng bị vất bừa bãi chúng ta tiếp tục tần mục trầm giọng sắp chết rồi ở phía xa vọng lại tiếng nói giận dữ của tư bà bà mấy lão trời đánh tới bà đây cũng bị mấy lão liên lụy mặc khổ sở ở nơi này kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người